Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Này dạ con thỉnh với Thăng Ni và toàn thể để chúng ta ngồi xuống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 21 tháng 5 2023. Chúng ta hôm nay cộng tu ngày thứ 7. Hôm nay chúng ta học tập phương pháp nào trị bệnh khổ tâm. A Di Đà Phật. Nhiều người chúng ta sống trong cuộc đời này, cái bệnh khổ tâm nhiều lắm quý vị. Nghe cái đề khi nó có thu hút. Khổ vì chồng, vì vợ, vì con, bạn bè. Khổ vì nghèo, khổ vì giàu quá. Có khi đẹp cũng khổ quá. Khi quá nhiều người yêu cũng khổ. Mà không ai yêu thì cũng khổ. Giàu quá rồi giờ không biết tiền để đâu. Tính toán nặng nề đó cũng khổ. Giỏi quá cũng khổ. Mà dở quá cũng khổ. Rồi khỏe mạnh thì cũng khổ. Mà bệnh đau cũng khổ. Thấy đúng không? Cái gì trong cuộc đời này cũng khổ. Nên cái khổ tâm là nó đa dạng, phong phú, phải không? Nghe nói đến cái việc mà phương pháp nào để trị được cái bệnh khổ tâm này thì nhiều người muốn nghe. Những đức nói rằng mà nếu như những đức mà không thiết pháp, những đức cũng khổ tâm. Tại vì thiết pháp nó cũng là một cách để mà mình cởi mở tâm tư. Trong tâm tư mình gì thì mình thiết ra. Mình giải từ mình để giải cho người. Nên những đức nói nghe pháp là cái việc để mà trị bệnh khổ tâm là hay nhất. Chắc chắn luôn. Tuy là niệm Phật là thù thắng nhất, nhưng mà mình không đạt đến cái trình độ mà chỉ niệm Phật không mà giải hết. Tại mình không biết cái lý giải của nó trong câu Phật hiểu. Nên mình cần nghe pháp để mình phát tâm niệm Phật. Rồi mình nghe pháp có những câu nó ngay cái bệnh của mình. Có những câu pháp giảng trúng ngay mình luôn. Có cái cô kia có nói rằng lúc trước mới đầu con bật cái buổi giảng này lên nghe là con ghét thầy. Tại thầy giảng sốc quá. Tiếng tới nó không có hay. Tiếng nó không ngọt. Giảng cái mặt mày nhìn giống ăn cướp ăn trộm. Giống như tướng cướp. Nên thấy không sao. Nhiều thầy nó giảng nhìn ra nó đẹp dễ thương, nhẹ nhàng, mềm mỏng. Mà thầy này sao không giảng gì đâu mà mạnh mẽ, mà không la lối sụp. Nên con ghét thầy dữ lắm. Nhưng mà có một lần thầy giảng sao chúng nghe tâm trạng. Từ đó về sau nghe luôn. Chúng nghe cái mục á. Mục phiền não nội tâm á. Rồi tự nhiên cái bà thích nghe luôn.
Từ đó sao bà nghe, rồi bà nghe xong bà nói một câu, nhưng tức là mà ngộ tay khi nghe thầy rồi nghe những người khác nghe không được. Tại vì nhiều người khác cứ nói bên ngoài, nói vòng vòng đồ, chứ không có dám nói thẳng, mạnh dạn như thầy. Tại vì nghe thầy được rồi là không có nghe người khác được, vì người khác cứ nói vòng vòng, mà toàn là nói phương pháp không à, nói hành trì gì phương pháp, chứ không có đi thẳng sâu vào thực hành. Nên từ nó đó, còn thầy thì nói thẳng, mà nó lại vô trọng tâm. Và từ nơi đó khi nghe viết từ từ, nó cởi mở tâm tư luôn, rồi nó nhẹ nhàng. Nên những đức thấy rằng nghe pháp là cách để mà hóa giải nội tâm hay nhất, chắc chắn luôn. Quý vị biết là những đức mà thường vui là do những đức thuyết pháp à. Chứ những đức niệm Phật không có nhiều, nó thiệt luôn, mà do thuyết pháp nhiều. Những đức thuyết pháp rất là nhiều, một ngày thuyết pháp đi 3-4 lần. Rồi cái việc mà những đức gặp người mà nói chuyện Phật pháp nhiều lắm, gặp người nói chuyện Phật pháp để giải tỏ cho người ta mà giải tỏ cho mình đó. Nên cứ cái duyên nhận đức là giải tỏ tâm tư cho người ta không, mà lạ lắm. Thí dụ như hồi tối chiều hôm qua 5 giờ có đi gặp mấy anh em, thì nhận đức giảng về cái đề tài là tu hành phải phát tâm giải thoát, đừng phát kiêu ngạo. Nói chuyện xong ngồi ăn uống với mấy anh em một chút, xong trở về bên kia gặp mấy cô, nói thêm công đoạn vì tu hành mà tâm kiêu ngạo ngã mạn. Tại vì cái bệnh này ghê lắm. Vì nhớ nghe, mình tu hành mà không tiêu nghiệp là do kiêu ngạo mà ra. Cái nguồn gốc mà không giải thoát là ngay kiêu ngạo. Cái kiêu ngạo nó ghê lắm. Cái kiêu ngạo là cái ngã mạn á. Cái kiêu ngạo là cái ta đây. Cái kiêu ngạo là cái tâm không nhẫn nại được. Khi người kiêu ngạo là không bao giờ nhẫn nại, chắc chắn y luôn. Những người ở ngoài mà có mưa quý vị, đi vô bên trong ngồi đại đi, chen chen vô trong đại đi, vô bên trong mưa. Nên từ nơi đó mà cái tâm kiêu ngạo là cái tâm đáng sợ nhất à. Nên cái câu A Di Đà Phật là cái câu giác ngộ. Mà giác ngộ thì nó không kiêu ngạo. Nhưng mà đa phần mình giác ngộ không nhiều mà kiêu ngạo lại nhiều. Kiêu ngạo ghê lắm. Các vị biết rằng cúng dường nhiều tam bảo, hộ trì tam bảo, nó vẫn là bị cái bệnh kiêu ngạo. Nói đến không có được, nói đến họ, họ sẽ buồn giặc, hờn trách, bỏ chùa. Nhiều người không có dám nói đến. Nên quý vị đi tu mà không có kết quả là do gì? Người ta không dám nói tới mình. Nói đến mình không sửa, mà mình lại còn bỏ chùa, mình không hộ trì, nên người ta không nói luôn. Nhưng mà cũng vì cái không nói đó luôn mà người ta bỏ chùa. Vì người ta không có kết quả nên người ta mới bỏ chùa. Còn mình nói thẳng người ta thì nhìn ra. Còn ai bỏ thì bỏ, còn người không bỏ thì có kết quả. Hiểu không? Nhớ. Ví dụ như có những người đi lại chùa, mình nói thẳng người ta một câu, người ta bỏ đi, người ta đi vòng vòng, người ta đi vòng do tam quốc, cuối cùng người ta nhớ lại cái lời của mình, người ta mới quay lại. Lúc đó người ta lại có kết quả. Còn hơn là mình không nói thẳng mà người ta thấy Phật pháp không có cái lợi ích gì hết trơn, rồi giết cái người ta nghỉ tu luôn. Ta thấy Phật pháp không có kết quả, người ta bỏ tu luôn. Đó nên cái tâm kiêu ngạo là cái tâm đáng sợ nhất. Mà cũng vì cái tâm kiêu ngạo mà vợ chồng sống với nhau chia tay. Cái tâm kiêu ngạo ngã mạn mà vợ chồng chia tay. Vì mình đều nghĩ mình đúng, chứ mình không có cho mình sai. Mà hai người ai cũng cho mình là đúng mà không có cho mình sai. Cũng vì kiêu ngạo nên đâu có chịu cho mình hạ mình mà sai. Nên mình không cho mình sai, nên mình mới rớt. Mình không cho mình sai nên mình rớt. Nên trong nhà Phật nói câu là nhẫn nhỏ thành tựu nhỏ, mà nhẫn lớn thì thành tựu lớn, không nhẫn không thành tựu. Đúng không?
bao nhiêu thôi đó mà làm khó đó, đừng nói nhiều dòng gió tam quắc cái gì, nhắm ngay cái tâm tu á, mà mình tu càng lâu cái hạ mình càng nhiều nó mới hay. Hạ mình đó quý vị, cái sự kiêu ngạo ai mà không có, ngã mạn kiêu ngạo ai mà không có, ta đây ai mà không có. Nhưng mà con người khi tu hành mà kiêu ngạo ngã mạn tăng lên quý vị, không có an lạc đâu, không có an lạc. Nó sao á, nó làm cho quý vị rất là bất an. Dù quý vị ta đây, quý vị giống như quý vị được chuyện vậy đó, nhưng mà quý vị sẽ lo sợ lắm, thì cảm thấy bất an cái gì. Tại vì đó không phải là tánh đức, cái đó là tánh ma chứ không phải tánh đức. Mà ma là sao mà an lạc được. Còn cái tánh đức là tánh Phật, mà tánh đức nó giúp cho mình tự tại an lạc dữ lắm. Khi mình nhịn người, mình nhẫn với người, người ta cho mình giống như là ngu hơn người ta, nhưng mà riêng bản thân mình lại rất là tự tại, rất là bình an. Thì để ý thì vị sẽ thấy rõ ràng luôn. Nhưng khi mình đụng với người ta, mình thấy giống như mình hơn người ta, nhưng mà mình lại trở về bất an. Tại vì đó là tánh ma. Hơn thua đó là tánh ma, còn nhẫn nại chịu thiệt đó là tánh Phật. Nên quý vị biết rằng là Phật cứ lay ray vậy đó, khi còn tại lại thế lay ray thấy không? Cầm bình bát đi khắc thực, bị người ta hành hung nói này nói kia, rồi bị người ta châm chích, bị người ta đối phó đủ cách. Có khi mà đi ngang đoạn đường bị người ta lấy chè gai, người ta liền đi ngang đường cho đi dặm cho chè gai đâm vô chân chảy mắt. Vì đó mà có những người ta thấy tội nghiệp Phật quá, người ta lỡ ta lấy chè gai ra, rồi bị ngoại đạo quýnh mà ta vẫn lỡ ta lấy chè gai ra. Còn Đức Phật vẫn điềm tĩnh, tánh Phật là nó điềm tĩnh quý vị. Còn cái tánh ma là nó hơn thua. Tánh ma là nó hơn thua, giống như mình đi đến chùa mà cúng dường mình cũng không muốn ai cúng hơn mình, đó cũng là tánh ma. Mà nhiều lắm nghe quý vị, chùa mình là ít á, chùa mình là do nghe giảng nó ít, do nghe giảng nó ít. Chứ nếu như mà mình là ông thầy mà có tiếng tăm một chút á, mà cái kiểu như mà mình không có tâm mà gọi là giải bài rõ cho người ta nghe, nhất là phái nữ người ta cũng chạy theo tội nghiệp. Lúc xưa những đức biết một vị thầy này, khi ông đi đâu khoảng cỡ mười mấy bà theo, bà hộ trì, cái tiếng là hộ trì, nhưng mà bà nào cũng giàu lắm. Nhưng mà trên đoạn đường đi, một đoạn đường từ đây mà lên thành phố thí dụ, thì phải qua xe mười mấy bà. Đi đoạn ngừng lại, ông phải qua xe đó, chính mắt thấy rõ ràng luôn. Khi những đức hỏi, tại sao mình phải làm như vậy? Nói là không làm gì thì họ buồn, họ buồn, họ ganh tị với nhau, họ buồn, họ không chịu. Đi xe họ vui lắm đó. Rồi khi cúng dường thì họ giàu không à, họ thấy bà này cúng 10 triệu là họ phải cúng 15 triệu. Bà này bà rước được về nhà để đãi ăn uống thì bà kia phải rước về thì phải về. Cuối cùng chịu khổ đi lang thang tối ngày. Không, những đức là học về cái mặt đó mà cuối cùng những đức không có dính một chút nào luôn đó chợ. Từ cái mặt đó mà học được đó. Nhưng đức đi chỉ có đúng một lần cuối cùng mà thấy ra luôn là áp dụng được cả cuộc đời. Tại ngày xưa những đức ở trên chùa không có đi đâu, nhưng đi được đúng một lần cuối cùng là học được luôn một đời. Thấy rõ ràng. Và rớt hết trơn chừng nửa năm một năm là thay đổi hết. Cứ nửa năm một năm là thay đổi mấy bà lạ thấy rõ ràng luôn. Cứ nửa năm một năm là thay đổi mấy bà lạ lạ không.
Ngày xưa nhà Đức nói, ủa sao mà lỡ ban đầu gì quỳ xuống hát hò đọc tắc bạch đồ thấy ghê gì, sao nửa năm năm đó bắt tiêu hết trơn rồi chợ. Mà mấy bà đến chùa là mấy bà bận đồ này áo nọ mà. Mấy bà kem phấn đồ dữ lắm. Những Đức nói là chùa mình là những Đức thấy Phật tử là bình dân đó. Nhìn xuống là những Đức thấy mấy bà bình dân. Nói thiệt á. Chứ những Đức nói mà bây giờ mà cái tính những Đức nói chuyện mà mấy bà mà kem phấn mấy bà vô đây mấy bà mắc cỡ chết một. Tại vì những Đức nói thẳng mấy bà mắc cỡ thấy một. Nó nghe viết rồi sửa luôn. Đỡ tối đa có dù dữ lắm đi chăng nữa thì cũng phớt một chút. Chứ không có đến nỗi quá đáng. Thì cái đó còn có thể dung dai cho qua. Đúng không? Nó rõ ràng quý vị thấy không, mình đi học đạo mình may mắn thay mình, dù mình gặp người thầy bình dân mình cũng bình dân, nhưng mà quý vị bình dân quý vị sẽ hạnh phúc lắm á. Bình dân thì quý vị sẽ khỏe vô cùng luôn, còn quý vị mà quá trao chuốt mình quý vị sẽ khổ, mà trao chuốt là nó không biết đủ đâu. Thí dụ ngày xưa mình chưa biết tu quý vị thấy không, mình mà đi ăn diện là mình ăn diện tớ luôn, tại mình sẽ gặp bạn ăn diện. Rồi nó ăn diện cái môn này nó sẽ nói cho mình nghe, mình ăn diện cái môn này mình nói cho nhỏ kia nghe, nên cuối cùng mình gom một đống cách ăn diện để mình làm luôn. Rồi hoặc nhỏ kia nó sửa mũi, nó nói nè chị coi em mới sửa lỗ mũi đẹp ghê không, là mình phải đi về mình nói với chồng rồi hoặc mình kiếm tiền để mình sửa lỗ mũi. Rồi xong nó sửa cái gì nó phải nói cho mình nghe, tại vì bạn nữ với bạn nữ nó nói cho nhau nghe, nói cho nhau nghe mình phải kiếm tiền mình làm theo y ra, nên mình chơi thành một đám bạn toàn là ăn diện không. Mình đâu có chịu thua đâu. Rồi xong nó mới mua đâu dài, đâu dép, bộ đồ gì. Cái nó nói mới mua hôm qua chị thấy đẹp không, hàng hiệu đó chị. Kiểu như mà chung chung với nhau, đâu chịu thua đâu, ngã mạng mà. Bắt đầu phải gán kiếm tiền. Mà cũng từ người phụ nữ như vậy mà hư thân mắc nết. Cố gắng kiếm tiền để mua ra bộ đồ giống vậy để không thua người ta. Đâu dép giống vậy không thua người ta. Cái thứ gì á, họ mà có được xịn là họ cũng nói, mà mình nghe thì mình tức. Không lẽ nó có mà mình không có. Rồi gặp mà chồng thương cái nữa thì gì mới nói với chồng, là người ta diện vị đó, người ta được vị đó. Còn ông có lo tôi được cái gì thì chồng nó cũng là kiêu ngạo tức. Lấy vợ người ta được vị mà vợ mình không được vị, tiếp tục lo, lo giết mắt vợ luôn. Thường lo giết mắt vợ quý vị. Hướng cho vợ mình nó hướng cao quá, cuối cùng hướng giết rồi người ta thay lòng đổi dạ luôn. Nhưng vì đâu có biết đủ đâu quý vị, cái tâm kiêu ngạo mà sanh ra đủ chuyện xảy ra đó. Còn đi tu thì vô chùa thì bắt đầu là dính mắt ông thầy, dính mắt sư cô, dính mắt chùa, dính mắt tùm lum hết chứ. Rồi cuối cùng là đi tu mà tranh cạnh với nhau, nó tranh cạnh với nhau cũng có nữa. Rồi thấy ông thầy ưu ái người nào thì tức bực bội. Mà đâu có chuyện ưu ái gì, nhưng có nhiều chùa cũng có chứ không phải không có. Có nhiều chùa cũng cô Phật tử nào thầy hay chú Phật tử nào cúng dường được thì người ta cũng thật sự mà nó quan tâm một chút. Giống như mối làm ăn. Mối làm ăn mình cũng phải chăm chút một chút. Quý vị ở ngoài kinh doanh làm ăn buôn bán công nhận không? Cái mối nào mà lớn quá lâu lâu cũng tặng quà một chút ưu ái, hiểu chưa? Nhưng mà có những ngôi chùa cũng làm cách đó, chứ không phải không làm. Và nó cũng là một phương pháp để mà lôi kéo tín đồ Phật tử để mà đi theo mình. Tại vì người ta đi theo mình đông thì người ta mới cúng dường nhiều, thì cuộc sống mình mới đầy đủ. Nên ai cũng có phương pháp chứ. Nhưng mà những Đức thấy rằng phương pháp hay nhất là chân thật và niệm Phật là hay nhất. Hay nhất luôn. Mà mình rất là khỏe quý vị, mình rất là khỏe luôn. Giống như những Đức từ bên kia qua đây thấy thượng xe thì những Đức thấy ai không có chỗ ngồi thì những Đức cho quá giang, còn không có đủ duyên thì thôi, chứ không có nói là người đó vậy những Đức cho đi còn người khác những Đức cho đi, không có. Khi bà già xe cầu que cũng vậy, thượng xe thì những Đức cho bà lên xe bà đi, còn mấy người Đức giọt nó tiêu, nghĩa là rất là thoải mái chứ không có cố định. Không có cố định là mỗi lần tôi đi là chị phải đi hay cô phải đi, không có.
mà nó là cái thuận duyên thôi, thì tự nhiên đi chung. Tại vì nếu mà mình mà cố định mình sẽ bị dính, mà mình sẽ bị người ta nói à, sẽ rất là phiền não à. Nên thí dụ như Đức chia sẻ Phật pháp, ai thích thì tự nhiên người ta thích ngồi nghe, thì người ta chọn vị trí nào người ta ngồi được, người ta nghe kể người ta. Chứ những Đức không có cái chuyện mà những Đức kêu người, những Đức bố trí là người trong chùa phải giữ chỗ đó cho người đó ngồi. Không có, tôi đâu có dính đâu, tôi sợ. Ai cũng có quyền ngồi chỗ nào người ta có thể ngồi được, đó là chuyện của người ta chứ. Hồi đó tới giờ luôn, những Đức mới dính vụ này nghe. Cái này rất là rõ ràng luôn á. Nên ai nói được mình đâu. Con đường này tôi đi là tôi kinh nghiệm rồi. Tôi kinh nghiệm người đi trước. Tôi nói thiệt luôn á, nhờ người đi trước mà tôi học được, tôi kinh nghiệm. Quý vị thấy bây giờ nhiều Phật tử đi về chùa, quý vị thấy có bao giờ những Đức ngồi ăn cơm riêng với quý vị không? Từ xưa tới giờ luôn, chưa bao giờ những Đức ngồi ăn cơm riêng với ai hết trơn á. Nhưng Đức thấy ăn cơm với đại chúng còn vui hơn ăn cơm riêng. Ăn cơm riêng sao bằng ăn cơm với đại chúng. Đức chúng như biển cả mênh mông mà, hiểu không? Ăn cơm riêng chi đó, mình ăn cơm riêng chi, nó không có hay ho chứ. Đó. Nên những Đức kinh nghiệm ngày xưa, những Đức gặp rõ ràng là Phật tử mà điều kiện đồ là phải ăn cơm riêng, phải đại riêng hết, phải nấu đồ ăn riêng. Và người trong chùa phải đứng để coi chăm đồ ăn, chăm nước. Tôi ngày xưa tôi chưa từng làm điều đó, nhưng tôi đứng tôi nhìn. Những Đức là thường ngồi ăn không, chứ ít bao giờ mà những Đức phục vụ ai đó. Nó thiệt đó, những Đức phục vụ là chỉ có phục vụ đại chúng thôi, chưa bao giờ những Đức nó phục vụ cho một cá nhân, một người nào luôn á. Những Đức từ đi tu tới giờ là gì đó, cái duyên những Đức lạ lắm, không có phục vụ cho cái riêng cá nhân, mà phục vụ cho cá nhân người ta cũng không dám. Ngày xưa những Đức còn cư sĩ, những Đức chỉ cần đứng mà chăm nước là người ta không dám rồi đó. Vì sao kỳ vậy đó? Nên những Đức không có bao giờ phục vụ cho một cá nhân ai chứ. Nói vị tin cả người thầy những Đức cũng chưa phục vụ, chứ đừng nói một người bình thường khác. Người thầy không có bao giờ kêu những Đức phục vụ họ vì cái việc cá nhân luôn, vị tin không? Từ khi đi tu tới giờ không bao giờ có, không bao giờ mà kêu những Đức cái kiểu mà bưng nước bưng nôi hay là bưng cơm hay làm những công việc mà lau dọn, không bao giờ có luôn á. Chắc cái mặt như Đức không giữ quá, tao không dám kêu rồi sao à, không có dám luôn á. Nên những Đức đứng, những Đức nhìn, những Đức thấy họ cũng đi tu như mình, mà họ đứng họ phục vụ cái người cư sĩ, sao thấy họ tội nghiệp quá. Những Đức nói rằng biết rằng làm điều đó là làm việc cho Tam Bảo, nhưng mà làm việc cho Tam Bảo thà mình làm cho thầy, mình làm cho Tam Bảo, làm cho đại chúng. Chứ nếu như họ đến chùa mà họ cúng dường được chút, hoặc là từ khi cái người nào quá dữ dằn gì, cái việc gì mà quan trọng cần thiết thì cũng không sao đi. Nhưng mà những người Phật tử nữ bình thường thôi thì không có nên làm điều đó. Nên sau này những Đức tới đời những Đức là lập trường lại hết luôn. Chùa mình phục vụ đại chúng, chứ không có phục vụ cá nhân. Không bao giờ phục vụ cá nhân. Cả quý vị là Phật tử rất quen với những Đức 8-9 năm đến nha. Có bao giờ quý vị thấy rằng quý vị đi đến chùa mà những Đức nói là lễ lọc gì, những Đức phải cực khổ kêu ban bệ sắp xếp chỗ sẵn được cho quý vị không? Đâu có đâu. Vì đến vì nằm đâu, vì nằm không là rõ ràng luôn mà. Nhưng mà làm cho quý vị thấy thoải mái. Thoải mái là mình đi đến chùa mình có những cái không gian thoải mái tự tại. Nó không phải để người ta nhìn ngó mình. Có những người mình thật sự mà nói, ông thầy ông ưu ái mình, mình thấy lương tâm cũng ngại, mình có muốn đâu quý vị. Nhưng mà vì ông thầy ông quá quý mình từ chối thì kỳ. Chứ thật sự mà nói mà người ta ưu ái mình quá để cho người khác nó nhìn ngó mình, hoặc là phụ nữ mà nói đon nói ren à, ghê ha. Gạch về môi đồ ha, dữ lắm à, được dữ lắm đó à, vậy đó nói vậy mình nghe mình nhức xương đó quý vị ơi, nghe mệt mỏi lắm chứ không phải giỡn đâu à. Nó đã mình đi đến chùa rồi, mình cảm giác mình an bình và tự tại, dù nằm ở đâu cũng cảm thấy an bình tự tại. Nhưng có được cái duyên phù hợp, không có bị trở ngại gì thì cái chuyện đó cũng kệ mồ nó không sao. Nhưng mà mình không có đòi hỏi, mình không có mong cầu gì hết chứ. Đến chùa sao cũng được. Cái tâm đó của quý vị là người Phật tử biết đạo, biết tu. Mình phải dạy người ta, thật sự mà nói cả người giàu nhất luôn, người có điều kiện nhất luôn, người ta đi đến chùa người ta cũng mong ông thầy dạy người ta.
Đáng người ta kêu mình là thầy mà, mà mình không dạy người ta vậy đó, mình đâu phải làm thầy. Mình phải dạy người ta từng ly từng tí từng chút để cho người ta hiểu. Có những cái người ta do không hiểu, chứ người ta mà hiểu thì người ta cũng không có làm gì đâu. Ai mà dạy gì đi đến chùa để tổ phước tổ đức. Mình đi đến chùa mình cúng dường, mình cảm ơn thầy quá trời luôn. Tại vì chính bản thân mình khi có tiền mình không biết làm cái gì chứ nghe. Mình không biết làm thì sao mà phù hợp nữa. Ông thầy thì ổng lại có cái duyên, ổng lại đủ duyên ổng làm. Nên mình cúng dường không phải là mình kêu thầy cảm ơn, mà đúng ra là con cảm ơn thầy vì thầy làm giùm cho con. Cái điều đó nó đúng dữ lắm quý vị à. Nhưng mà mình mà không dạy người ta là người ta sẽ nghĩ người ta cúng dường tiền, nên mình phải ưu ái người ta. Và mình tập người ta thành cái bệnh đó, sau này người ta đi đến nơi khác là rớt đài. Có nhiều Phật tử mà ở chùa khác đi đến chùa mình bị rớt đài đó quý vị. Họ từng nói một câu gì nè: mấy thầy mấy chú á phải tôn trọng Phật tử. Người ta về chùa là người ta cúng dường cho mình sống, mà tại sao mình không tôn trọng người ta? Nói, ủa vậy thì bà không tôn trọng Phật Pháp Tăng hả? Bà đi đến đây bà cúng dường cho quý thầy sống, còn bà không nuôi dưỡng huệ mạng sao? Bà bỏ huệ mạng của bà hả? Vậy thì bà đến chùa chỉ có làm vậy thôi, chứ bà không có cái hướng giải thoát gì sao? Vậy thì thôi, cái việc bà đi đến chùa thôi, bà đi đâu bà đi phước cho rồi đi. Chứ bà đi đến đây gì, bà đi làm gì mất công thôi, mà đi chỗ khác đi. Chỗ khác chơi, đừng có ở đây. Như vậy đó quý vị. Mà có nhiều người đó mà gặp trường hợp Nhân Đức nói vậy mà lại bị kích thích. Cuối cùng gặp Nhân Đức nói công nhận, con phái thầy ngay cái chỗ đó à, phái thầy ngay cái chỗ nói thẳng. Con là hình như là đi chùa không ai dám nói thẳng con, mà thầy lại dám nói thẳng con. Mà có những người phụ nữ họ thích mạnh mẽ lắm nha quý vị. Giống mắng họ gầy họ, họ lại phái. Thầy chắc họ không được người ta lá gầy, không biết cảm giác đó làm sao à. Chứ không phải là ai mình cũng là buốt ve người ta mà người ta thích đâu quý vị. Có những người ta không thích đâu đó. Nên mình cái đặc biệt nhất là thật thà nhiệt tình đi. Mình đến với nhau vậy cũng cảm thấy yên tâm. Nhưng Đức nói rằng hàng Phật tử đi về chùa mình mà 9-10 năm mà chúng ta đến với nhau nó đặc biệt thế ghê. Nó có thân thiết cái gì bao nhiêu đâu mà rất là hiểu nhau, rất là quý nhau, vậy là được rồi. Còn hơn là nửa năm mà chia tay đó. Hồi đó giờ những Đức giảng pháp, quý vị có thấy cái bài tác bạch nào không? Không tác không bạch mà ngồi nghe hoài. Còn hơn tác còn hơn bạch cho cố mà chạy mắt dép chứ. Hồi xưa giờ những Đức thấy mà ghi thì ghi cho hay cho cố, ghi cũng đội trên đầu, mà cuối cùng mắt dép hết trơn, chạy mắt tiêu hết trơn. Nửa năm sau, năm sau là mắt tiêu hết trơn, đổi người khác hoài. Tôi thấy tôi giảng pháp, tôi nhìn xuống gương mặt quen 7-8 năm, 9-10 năm không, tôi thấy gì là cái lối sống mình được rồi. Cứ vậy mà sống à. Ví dụ như cuộc đời mình là người phụ nữ, có ai mong muốn cuộc đời mình mà cứ thay chồng hoài không? Thật sự mà nói, không có ai mà khen người đàn bà này thay chồng hoài. Nửa năm cặp thằng khác, một năm cặp thằng khác, hai năm cặp thằng khác, vài năm thấy đi thằng khác. Không có ai khen người phụ nữ này chứ. Người ta nhìn người phụ nữ này dù giàu sang người ta không dám nói tới. Bà là bà chủ tôi không dám nói. Nhưng mà phía sau người ta chỉ tay mình, bà không ra cái giống gì. Rồi sau này mình sanh con gái ra, người ta sẽ đánh giá luôn con gái mình. Thôi thôi, con bà đó nó không khác gì bà đó đâu. Cái bà này mà tôi từ khi tôi biết bà tới bây giờ không biết qua tay bao nhiêu ông nào ông. Người ta đánh giá luôn đứa con gái của mình. Nên bản thân của mình nó thật sự đã mang thân người phụ nữ từ khi cái số mạng cuộc đời mình nó làm sao đâu. Nên mình mới chịu cái việc mà hai chồng trong cuộc đời. Chứ mình muốn thà lấy một người chồng, dù có khổ cực gì cũng một người chồng phước cho rồi đi. Bây giờ biết tu rồi mà nghe những Đức giảng thôi, khổ cỡ nào cũng một thằng thôi. Hiểu không? Một là được rồi. Còn không có thằng đó thì ở mình.
Thấy không? Không có thằng đó, có thằng Đức. Giảng pháp cho nghe, giảng pháp cho nghe, còn gì ngày nào cũng giảng pháp cho nghe. Quý vị coi bây giờ, ngày xưa chồng á kiếm tiền kiếm bạc về lo lắng rồi chung chăn sẻ gói, mà quý vị vẫn khổ à. Bây giờ đổi phương pháp lại, không cần chung chăn sẻ gói nữa mà nghe pháp đủ rồi, hiểu không? Đó là nói về cái việc mà quý vị lỡ gãy gánh á. Còn quý vị có gia đình thì cái chuyện đó của quý vị, kể quý vị. Còn nếu quý vị gãy gánh rồi thôi, quý vị dùng phương pháp khác đi, đừng dùng phương pháp xưa nữa, hiểu không? Nghĩ dùng phương pháp xưa đi, dùng Phật pháp á, để dùng cái pháp lạc để nó hóa giải cái nội tâm khác đi, có khi nó còn tự tại hơn nữa. Tại vì mình đã dùng mấy năm rồi, mấy chục năm mình đã biết nó rồi, cuối cùng bây giờ nếu mà mình không có cơ hội đó nữa thì mình dùng pháp lạc là nghe pháp tu hành hướng giải thoát, vậy thì mình yên, mình không có bị ai câu thúc mình chứ á. Đời mình từ đây về cuối đời của mình á, mình tuy nhìn thì đơn thân độc mã nhưng mình lại có bạn bè đồng tu, mình mỗi ngày được nghe pháp, được niệm Phật, và mình lại có sự tự tại an vui, không bị một người đàn ông câu thúc nữa. Tự nhiên trong gia đình mình lại làm được đàn ông luôn, mình làm đàn bà đàn ông trong một gia đình đó, làm cha làm mẹ của con luôn, vậy thôi, đúng không? Đó, quý vị có điểm nương tựa là Phật pháp, thấy nó bình an ghê không? Còn mình có gia đình thì mình cứ nuôi dưỡng cái hạnh phúc của gia đình đàng hoàng. Nhưng mà đời của mình, mấy đứa nhỏ nhỏ làm gì, nghe Phật pháp rồi sống có tâm chung thủy, học đạo cũng có tâm chung thủy với đạo. Còn khi mà đi quy y thì phải chọn cho kỹ. Nhớ, tuy rằng là quy y là sự đại diện thôi, nhưng mà mình đã quy y ai mình cũng bị ảnh hưởng luôn rồi đó. Có cái gì thì người ta cũng nói, bây giờ bỏ chùa bỏ này bỏ kia, thấy chưa, người ta cũng trách mình. Nên cái quy y là phải suy nghĩ cho thật là kỹ. Một là chọn phương pháp tu cho chuẩn, rồi người đó phải tu phương pháp cho chuẩn, rồi mình chọn thầy quy y là chọn phương pháp tu luôn một cái y. Từ nơi đó đã quy y mục tiêu rồi thì mình có phương pháp tu chuẩn luôn, và cả đời mình y giáo phụng hành, mình niệm Phật, mình cầu giải thoát, vậy thì nó đặc biệt quá. Còn lỡ lúc trước mình đã quy y ai rồi, dù không có phương pháp tu chuẩn, nhưng bây giờ mình gặp phương pháp tu tịnh độ chuẩn rồi thì đừng có đi quy y nữa. Một đời mình chỉ quy y một lần thôi, đừng có quy y lần thứ hai. Có nhiều Phật tử gặp những đức nói, dạ thưa thầy, con xin thầy quy y, hồi xưa con quy y rồi mà thầy ông không có chuyên niệm Phật. Như đó, ông không chuyên niệm Phật, cô có quyền chuyên niệm Phật. Còn cái chuyện quy y chỉ có một lần, quy y mà còn thay lòng đổi dạ nữa thì không có chân thật rồi. Quy y là quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng. Phật là giác, pháp là chánh, tăng là tịnh, là mình quy y giác chánh tịnh, hiểu không? Chứ đâu phải là mình nói quy y người đó là mình phải theo y rang người đó đâu, tầm bậy. Người đó chỉ là đại diện trong tăng đoàn. Còn khi mình quy y người đó là mình coi mình tu theo có phù hợp không. Mình không phù hợp, mình có quyền mình chọn cái pháp tu. Tại vì mình tu pháp của Phật có 84,000 pháp môn, thì pháp nào mình phù hợp mình tu, mình vẫn duy trì tu thì đó là quy y, chứ có gì đâu phải. Phải hiểu nguyên lý này, hiểu nguyên lý này thì Phật tử mới thoát được cái tâm của mình, chứ nếu không cũng bị người ta câu thúc nữa. Nó có nhiều Phật tử gặp những đức nói, thầy ơi, con đi tu, bây giờ con lỡ đây con tu, con lại gặp trường hợp lâu lâu con đến chùa xưa thì nói rằng là đi đi rồi mai mốt có chuyện gì đừng có lỡ đây kiếm, đừng có lỡ đây kêu. Con nghe vậy con cũng sợ quá, thầy ơi bây giờ phải làm sao? Những đức nói, chắc cô mới lỡ đây mới tu đúng không? Chứ nếu như Phật tử mà những đức hướng dẫn khoảng 3 năm là không bao giờ nói câu này. Không hiểu hết trơn, hoàn toàn thông hiểu, không có đâu giờ nói câu này. Mình chỉ cần nghe câu này là mình biết cảnh giới nào, chúng ta khỏi cần phải lo chi cho nó mệt, thấy không? Đã nói tu hành là có sự an lạc tự tại, mà vậy thì đâu có sự an lạc tự tại đâu. Thí dụ như mình là một ông thầy phải có tâm bao dung, muốn cho người Phật tử đó người ta luôn luôn nhớ đến mình và không quên mình, thì cái cách là gì? Khi lỡ người ta gặp pháp nào ta tu người ta an lạc,
ta về lợi ta trình cho mình nghe. Mình là vị thầy quy y cho người ta, mình nói như này: tốt con, pháp của Phật, con chỉ cần con tu pháp nào lợi ích cho con là tốt. Thầy lúc nào cũng ủng hộ cái gì con tu hành, con đừng có bỏ đạo thôi. Còn con thấy con tu được tốt, pháp môn tịnh độ là tốt, Phật dạy, con cứ cố gắng niệm Phật, con cứ lo tu cho thật tốt. Hiểu không? Vậy thì làm sao mình mắc Phật tử? Người ta trong lòng người ta ngưỡng mộ mình, người ta quý trọng mình. Còn mình nghe vậy, mình bực bội, mình la người ta, thì từ đó là sao người ta không có đến chùa nữa. Vì ngu gì đi đến chùa cho mình la, hiểu không? Ngu gì đi đến chùa cho mình la, la lặng thôi chứ dạy gì mình lỡ đó cho la hoài, giết ta bỏ chùa mình luôn. Nên chùa mình không ai đến là do cái hành động của mình. Mình nên có sự bao dung đi, người ta đến với mình bao dung, người ta thương mình chứ không giỡn đâu. Những đức có quy y cho ai đâu mà người ta đến ào ào. Nó, ngày xưa những đức biết một người này, ông đi đâu ông giảng pháp ông cũng quy y, mà cách quy y của ông nó hơi lạ người Việt Nam. Từ ngay ông những đức đã kinh nghiệm đời những đức không quy y cho ai. Thí nghiệm thử coi nè, 10 năm rồi quý vị có đến không? Quý vị đi quy y tùm lum tùm la nơi, quý vị cũng về đây. Bây giờ chúng ta là bạn đồng tu, có quyền lợi tu chứ. Nếu như những đức mà quy y thì ta nói rằng ông này ông quy y nên ông lôi kéo Phật tử. Tôi đâu có quy y ai đâu, người ta cũng đến. Rõ ràng không? 100% luôn. Đó là những cái điều mà những đức làm, nó là thí nghiệm hết rồi đó. Vậy thì tại sao chùa mình ta không đến? Chỉ ngay cái chỗ quý vị không đưa ra một cái cách lợi ích cho người ta xác thực. Người ta không có lợi ích xác thực, người ta sẽ không đến. Con người ai mà không khốn? Ai mà không khốn? Người ta đi đến chùa hoài mà người ta không được lợi ích. Cái lợi ích là người ta có sự an lạc của nội tâm đó. Thí dụ như bây giờ đi, chùa mình cũng có thùng tam bảo. Quý vị đi đến đây, quý vị tự cúng dường, quý vị bỏ vô, quý vị phát tâm, quý vị cúng. Chứ có bao giờ mà nói chuyện một chút rồi nói là cái chuyện là Phật tử về đây, thầy hôm nay làm việc đó, vậy các con nên phụ thầy, làm cho khó xử quá. Lỡ bữa nay đi đủ tiền xe không? Mà bây giờ bỏ vô cái đó nữa thì tiền đâu về đây? Nhưng bắt buộc cắn răng bỏ vào thì đi mượn chị em, chị. Bữa nay tôi đi tôi khạc tiền quá, mà nghe thầy nói gì, tôi không cúng thì lương tâm tôi kỳ quá, chị cho tôi mượn đỡ 100 ngàn đi, cúng rồi bữa sau tôi gặp lại tôi trả cho chị. Thì trong lòng người ta quan niệm, người ta về nhà người ta ngồi người ta suy nghĩ, thấy đi đến chùa mà thấy chưa được cái gì, mà sao thấy nó phiền phức quá, nó có khi không có tiền, nó kỳ quá trời kỳ, thôi chắc lâu lâu mới đến lần, chứ đến hoài tiền đâu mà mỗi lần đến mà mỗi lần cúng. Thấy chưa? Đó là cách quý vị không biết dưỡng binh để xài về sau, hiểu chưa? Phải khôn khéo. Con người á, lên voi xuống chó, có lúc người ta khổ mình cứ giúp người ta đi, mình hãy giúp những người khổ đi, lúc người ta thịnh người ta sẽ giúp mình. Cái nhân cái quả không có sai đâu. Đừng có bao giờ mà giàu đến thì tiếp khác, mà nghèo thì tiếp khác. Đừng có gì, hãy dưỡng cho con người ta đi. Chính những đức nói nè, nhóc nhóc này nè, bị chờ xem, rồi sau này tôi già rồi nó lo cho tôi đó, bị chờ xem đó. Tại vì nó nhớ lại ngày xưa mình còn nhỏ, thầy lo cho mình từng miếng bánh, từng miếng kẹo, lo cho từng mình, cho mình ăn từng trái cây này trái cây kia, từ cái trái sầu riêng, từ cái miếng bánh kem, thầy lo từng chút cho mình, thầy dạy từng chút. Cái ơn nghĩa cả đời nó nhớ, sau này nó lớn lên đi đâu nó cũng phải nhớ thầy, thấy không? Mình muốn người ta nhớ mình, nó không phải là dùng phương pháp đâu, mà là bản thân mình phải đến với người ta thật lòng á, mình thương yêu người ta là người ta sẽ nhớ mình à. Những đức nói bảo đảm Phật tử mà đến những đức nhiều, chỉ ngay cái chỗ bị thấy những đức quá nhiệt tình mà lại có phương pháp tu, chỉ đúng vậy thôi à. Nhiệt tình và phương pháp tu. Những đức thì nó thật là không có bản lãnh gì hết, không có bản lãnh gì hay như những người khác, nhưng mà chỉ được có một cái là thật lòng nhiệt tình. Nhưng quý vị phải nhớ, cái thật lòng nhiệt tình nhưng nó phải có trí tuệ nữa. Nhưng nó thiếu trí tuệ là không làm được đó. Chắc chắn là quý vị biết cái việc những đức làm là nó có dùng trí tuệ bên trong.
Nó đi sâu bên trong và nó nhìn cả thời gian dài luôn. Những đức có thể làm một việc mà những đức nhìn cả thời gian rất là dài. Như cái lớp đạo làm con, những đức độ biết bao nhiêu cha mẹ không tu chứ. Từ cái lớp đạo làm con á, cha mẹ không chịu đi đến chùa, mà con đi đến chùa thì cha mẹ phải đi theo. Cuối cùng những đức bày cả nấu ăn thì phải lỡ ăn. Lỡ ăn xong những đức nói phải nghe. Chứ sao bây giờ ngồi ăn mà nói không nghe, thấy không? Dính luôn đó. Rồi họ nghe xong rồi họ không cần bỏ tiền gì ra hết mà họ lo vậy đó, thì quý vị biết rằng thu nhiếp nhân tâm con người. Rồi thu nhiếp giết rồi mở tâm lượng ra, rồi tự nhiên biết phát tâm cúng dường luôn. Thấy chưa? Đi từ công đoạn vậy đó mà thành công đó. À, quý vị thấy cái mảng nào những đức làm quý vị thấy cũng thành công, quý vị thấy chưa? À, giống như bây giờ chương trình người mù, những đức làm khác người ta chứ. Người ta thí dụ như có một cái đội ngũ cúng dường, người ta phân quà ra. Còn những đức là trước nhất mình phải gầy dựng trước có một số tiền. Không phải là những đức nói cho quý vị nghe là còn một hai ngày không có tiền đâu. Trời ơi, ai mà đi làm chuyện nhột nhạt đó. Tôi trước cả tháng giờ tôi đã xài gì xài tôi cũng để dành từng chút từng chút. Khi tôi có được tỷ mấy đó là tôi quất chương trình kiếm tỷ liền. Đó, đừng nói chuyện dở. Tôi đâu có chơi cái chương trình bị động. Tôi chủ động hết chứ. Nên tôi chủ động nên tôi mạnh dạn lên. Tôi nêu lên cho Phật tử người ta tự cho tiền khiếm thị. Vì có rồi. Vậy đó mà khi làm xong rồi người ta thấy ăn tình. Thấy thầy quá nhiệt tình. Cuối cùng là qua xong là chừng 4-5 ngày là tôi lấy cả vốn lặng lờ lại hết. Thấy rõ ràng luôn à. Lấy là hết trơn. Đây là tôi nói quá thật lòng rồi. Mà bây giờ quý vị, nhà đức hỏi vị Phật tử nè, quý vị gặp ông thầy vậy, vị không cúng, vị cúng ở đâu? Nhưng đức nói không lẽ vị cúng ở đâu bây giờ? Lỡ nào là thầy lo mọi mặt, là thầy thuyết pháp khô hơ cạn tiếng, mỗi ngày nghe thầy giảng, chiếc máy niệm Phật cũng đeo trong người nữa. Quý nghĩ đi, không đơn giản. Khi nhà đức nói ra thì quý vị mới thấy ông thầy này đúng là ổng không phải đơn giản, phải là cao minh lắm. Quý vị nghĩ đi, quý vị đeo chiếc máy niệm Phật ngay cần cổ quý vị gì đó, có khi bị để tuốt ở trong luôn. Quý vị coi cái tình cảm quý vị dành cho những đức nó cỡ nào chưa, đúng không? Tình cảm dành cỡ nào chưa? Những đức nó thiệt chứ, có khi chồng quý vị mà vì chưa bao giờ mày để nhiều gì mà những đức quý vị lại là lúc nào những đức cũng bên cạnh quý vị chứ. Những đức nó thiệt chứ quý vị, mà chồng quý vị được ở bên cạnh vì bao nhiêu giờ thời gian? Giỏi lắm ngủ vườn đi một chút. Đó là tại ngủ. Ngủ mất tiêu rồi. Còn cái này là lúc nào tôi cũng nói chuyện với quý vị. Một ngày thì mặt đối mặt nhau. Chứ nghe mà không mặt đối mặt hả? Quý vị nghe mà không nhìn hả? Đúng không? Nghe mà không nhìn. Nó sợ. Trời ơi. Bữa nào mặt tôi nổi mụn mụn mấy bà đã biết trước. Khi chồng mà chưa để ý đến mức gì nè. Thì rồi thêm cái nữa, mặt đối mặt mỗi ngày hay thờ, có khi còn nghe thêm nữa, nghe pháp thêm nữa, những bài chủ nhật, nghe không? Rồi cười nghiêng cười ngã, có khi giống như âm thầm mà gọi là ngồi chỗ nào một mình nói chuyện những đức, một mình mà nghe những đức, rồi một mình đối mặt với những đức. Mà có những lúc mấy bà không cho ai thấy mà mấy bà lại cho những đức thấy, nó rõ ràng mà. Không, những đức nói ra có chứ mày không có đâu. Thì quý vị coi cái tình cảm đó đó. Không, cái tình cảm đó giờ bỏ đâu. Không có bỏ đâu nữa chứ, chỉ biết thầy nhiều thôi à. Rồi đi đâu cũng nghe thầy niệm Phật, bằng đêm ngủ cũng nghe thầy niệm Phật. Mình ngủ rồi thầy vẫn niệm cho mình ngủ. Thì coi cái tình cảm nó cỡ nào chưa. Mà bây giờ quý vị coi cái máy niệm Phật này nó đã gieo biết bao nhiêu chưa? Một ngày bao nhiêu con người mà những đức ở bên cạnh người ta chưa? Mà trên bàn thờ, nghĩa trang, ruộng đồng, chỗ nào những đức cũng có mặt. Những đức có nghĩa là có mặt mỗi lúc mọi nơi, chỗ nào cũng có, mà bây giờ nó đầy dẫy luôn. Rồi người ta đem những đức theo, bất cứ chỗ nào người ta cũng đem đi theo. Người ta đi ăn, đi uống, đi chợ, đi đâu người ta cũng đem theo. Những đức nói là quý vị thương những đức nhiều nhất. Nó thiệt luôn á. Nó phải không? Đi đâu cũng đem theo mà. Nó
Chứ bây giờ mình nói gì, thật sự mình nói, tôi nói này là cho nó vui đi, chứ mấy ông chồng cũng đừng có bực bội. Phải chi mà mấy ông thu âm niệm Phật đi, rồi mấy ông làm cái máy mấy ông đưa cho vợ mấy ông đi, thì nó sẽ đeo cái điệu niệm Phật của mấy ông. Mấy ông làm đi, mấy ông thu âm điệu niệm Phật, mấy ông làm ra cái máy này. Bây giờ thông mà tao không cho mày đeo của ông thầy Đức nữa. Bây giờ tao thu âm điệu niệm Phật, em phải đeo cái máy của anh. Thì người ta sẽ đeo cái máy của mấy ông, đúng không? Còn cái này mấy ông có làm được điều này thì người ta phải đeo cái máy niệm Phật của những đức, hiểu không? Nó nhưng mà cái đặc biệt của ông thầy á, là khi mình quý ông thầy, mình nghe pháp thì mình lại chung thủy với chồng. Tại cái lời dạy ông thầy là ông dạy mình chung thủy, chứ không phải như cái việc thế gian mà ổng lôi kéo mình về phe bên ổng gì, mà ổng dạy mình để chung thủy với chồng, mà người ta nghe câu Phật hiệu là để người ta làm tròn trách nhiệm của gia đình người ta, chứ không phải là cái gì đâu. Mà người ta càng quý nhân đức thì người ta càng chung thủy với chồng, người ta càng nuôi con đàng hoàng. Ơn nghĩa người ta phải làm vậy đó. Tới bây giờ mình xuất gia rồi, mình đâu phải như ngoài đời đâu mà mình nghĩ ngợi những cái chuyện khác với nhau. Có bao giờ đi uống cà phê chung đâu, có bao giờ mà đi ăn uống gì chung đâu mà sợ. Điều là từ xa không à. Nên đừng bao giờ mà hẹp hòi cái tâm đó. Mình phải để cho người ta có những cái không gian để người ta nuôi dưỡng được cái sự an lạc của nội tâm. Vợ mình mà nó được gì thì nó mới sống với mình tốt đẹp. Còn bây giờ mình bó buộc nó quá, nó nặng nề đầu óc, thì mình thì sống bên cạnh vợ mà vợ nặng nề quá, mình cũng đâu có hạnh phúc. Bây giờ mình không có cho nó sự an lạc của nội tâm được, để cho người khác cho. Cho xong rồi nó mới đem cái sự mà an lạc đó nó bù đắp lại cho mình. Cảm ơn tôi mới đúng á, nó thiệt á. Đúng rồi, cảm ơn Nhận Đức á. Bây giờ Nhận Đức nói là rất nhiều phụ nữ Nhận Đức hướng dẫn về nhà được hơn ngày xưa. Điều được hơn ngày xưa không à. Ít ăn diện. Nên có cô kia cũng nói rằng câu vậy nè. Bây giờ anh cứ nói hoài à. Bây giờ tôi hỏi anh nè. Chòm sớm bao nhiêu người làm vợ, người ta kem phấn đồ, ăn diện đồ quần này áo nọ. Bây giờ anh thấy từ khi em đi chùa tới bây giờ ai em có ăn diện luôn. Mà đồ đạt thì mua đồ bình thường bằng không. Bộ anh không muốn sao mà còn nói này kia. Không lẽ bây giờ anh muốn tôi phải đi ăn chơi? Bây giờ ông muốn tôi ăn chơi không? Ông có tiền cho tôi ăn chơi không? Tôi sẽ đi xe xua cho ông thấy. Ông thấy từ khi tôi đi chùa tới giờ tôi về là tôi vừa có trách nhiệm với gia đình. Đi chùa tôi cũng lo việc hết trơn. Xong rồi tôi mới đi chùa. Xong rồi dù có về nhà tôi cũng cố gắng tôi lo việc nhà. Mà tôi không có ăn diện như ngày xưa là ông đã đỡ tốn tiền biết bao nhiêu mà nói. Mà tôi đi chùa tôi nghe nhăn nghe quả, tôi không có tầm bậy đâu, ông yên tâm đi. Nên ngày xưa tôi còn ra đường tôi còn liếc mắt người này liếc mắt người nọ. Nên tôi nghe thầy dạy á, có chồng mà lại lấy chai chết xuống âm phủ ăn hai tô mì. Tôi sợ quá, tôi có dám đâu, hiểu không? Tôi không có dám tầm bậy tầm bạ đâu, ông yên tâm đi. Tôi giờ tôi nghe nhăn nghe quả rồi, tôi sợ lắm. Trời ơi, tôi nói thiệt với ông, bây giờ tôi hiểu rồi. Có người chồng là tôi cảm thấy rằng là tôi cũng cảm thấy cũng có vui mà cũng có khổ nhiều lắm ơi. Mà khổ nhiều hơn vui, tôi nói thiệt với ông á. Chứ bây giờ mà tôi mà đi liếc mắt đưa tình ai? Còn thầy thì ông tu rồi, ông lo cho bao nhiêu trăm bà già. Đi đến chùa thì nghe pháp thầy giảng thôi. Vậy thôi chứ không có một cái lý do khác nữa đâu. Nên từ nơi đó mà ông cứ yên tâm. Bây giờ còn nếu ông nói tôi thích bà ăn chơi, được, tôi ăn chơi cho mà thấy. Tu thì tu thôi. Còn cái chuyện mà ông muốn xe xua đó không được. Bây giờ đâu dài này nè, lỡ sếp dài, lỡ này dẫn đi lại đây. Tôi lỡ sếp dài nè, tôi chỉ nè, mua đôi giày cho tôi 5 triệu nè, cái bộ đồ này nè 12 triệu mua cho tôi. Tôi thích bộ đồ đó đó. Chơi là chơi hàng hiệu không à. Bây giờ tôi bình thường thì là người bình thường, mà ông muốn tôi sang là tôi chơi tớ luôn. Ông có tiền mua cho tôi không? Nó rồi hũ kem này nè, nó, kem dưỡng da này nè, xịn cho tôi nó. Nước hoa này nè, phải cao cấp cho tôi nghe. Tôi không có phải là nước hoa bán hàng rong đâu nghe. Phải mua nước hoa cao cấp cho tôi đó, cho nó được, nó làm rồi làm cho tớ. Ông lo nổi không? Không nổi thì ông để cho tôi đi chùa tu cho tôi hiền hậu, tôi đàng hoàng. Ông lại luôn luôn có người vợ này, yên tâm, không phải sợ bị mắc. Mẻ miếng thịt nó còn dư thịt. Đúng không? Đi đến chùa giết mà mập mạp sáng sủa, vậy còn gì nữa.
Nhưng Đức thấy các cô đi chùa đa phần trẻ, đa phần cô nào cũng thấy thoải mái nội tâm, sống trong cuộc đời hiểu. Nhưng Đức thường nói câu nói khổ sống làm gì, cuộc đời có nghèo cỡ nào cũng không có khổ nữa, nghèo nó cũng nghèo rồi khổ làm gì, hiểu không? Nói câu này có nhiều người cảnh tỉnh lắm, chồng bỏ nó cũng bỏ rồi khóc gì à, nó khóc càng bỏ nữa, tại vì mình khóc nhìn thấy gớm quá, không nói thiệt luôn á, khóc nhìn thấy gớm quá, nước mắt nước mũi nó chảy tùm lum, gớm quá, giờ thấy nó te tu tả tơ chứ, bèo nhèo. Khi quý vị mà buồn khổ, quý vị sẽ tàn tạ dung nhan sớm. Mà khi quý vị bị chồng bỏ, quý vị còn buồn khổ, quý vị sẽ bị tàn tạ dung nhan. Mà tàn tạ dung nhan mà người ngoài đời là người ta không có thích đâu, xấu quá người ta không thích, nên người ta bỏ mình luôn. Chứ không phải người ta tội nghiệp mình đâu trời, tội nghiệp thì đâu có bỏ mình. Nếu mà người ta có tâm tội nghiệp thì đâu có bỏ mình. Mà người ta đã bỏ mình là người ta vì cái sắc đẹp, chứ không phải là tội nghiệp mình nữa. Mình khóc, mình năn nỉ cũng bằng không à. Họ đã bỏ mình rồi, mình nói lý do cho họ nghe, tốt hơn là khóc, hơn là khổ. Mình nói bây giờ anh suy nghĩ cho thật kỹ, dù cỡ nào hai vợ chồng mình cũng sống có mấy mặt con rồi, bây giờ nếu chia con ra mà nuôi thì theo cha theo mẹ cũng tội nghiệp lắm. Bây giờ anh suy nghĩ cho thật kỹ đi, có thể còn hàn gắn được thì sống với nha, mình vì con mình rồi mình bồi đắp lại từ từ. Chứ bây giờ mà anh hay em mà quyết định mạnh quá, con mình tội nghiệp cho nó. Nếu đặt mình vào con thì mình cũng không muốn gì đâu anh hay em. Bây giờ anh suy nghĩ kỹ nghe, rồi cho anh thời gian một tuần lễ suy nghĩ. Suy nghĩ một tuần lễ cho đàng hoàng đi, rồi anh hãy quyết định. Một tuần sau mà người ta vẫn quyết định, vậy là em đã nói hết lòng mà anh vẫn quyết định, vậy thì chắc em với anh hết duyên hết nợ rồi. Thôi được rồi, quyết định luôn. Sau này người ta đâu có nói mình được cái gì đâu, mình phải cho người ta cơ hội để suy nghĩ cho kỹ nghe. Hãy suy nghĩ cho thật là kỹ. Nó coi chừng anh mắc em, anh sẽ khổ đấy. Ừ, mình nói vậy đó, để cho người ta suy nghĩ kỹ đi, rồi xong quyết định rồi là không có khổ gì hết chứ, không có khổ gì chứ. Còn gặp mà chồng mình mà có vợ bé vợ mọn ở ngoài đường á, mình biết được. Vì mình nói nè, vợ chồng sống với nhau có gì nói thẳng đi. Nếu anh cảm thấy không thích em nữa, anh cứ nói thẳng đi, chứ anh đừng có như vậy. Còn cái gì thì anh cứ nói thẳng, em cũng có thể bao dung được. Anh cứ nói thẳng, chứ đừng có giấu. Giấu thì nó cũng có ngày cũng lòi à. Chứ đừng có nói mà giấu được hoài. Anh cứ nói thẳng đi. Còn anh mà không nói thẳng, con anh nó xem thường anh đó. Thầy anh đã làm cha người ta rồi, anh đừng có như vậy. Hay em đừng có tầm bậy tầm bạ như vậy, đã làm mẹ anh ta rồi. Cái gì em nói thẳng đi, nói rõ ràng hết đi. Nó có thể lỡ sai lầm thì cho cơ hội. Còn nếu như mà chấp mê bất ngộ là đừng có trách. Mình thẳng thắn đi. Rồi xong nếu mà sự việc nó rõ ràng rồi thì nếu không còn duyên nợ thì thôi. Còn nếu không thì cho người ta cơ hội để quay đầu. Thì đúng rồi. Cái khổ của nhiều người là cái gì vậy biết không? Là nó cứ dở dở ương, nghi ngờ. Rồi mình nghi như vậy mà mình ăn không ngon ngủ không yên, giết tàn phai hương sắc. Người ta về nhà người ta gặp mình người ta sợ mình luôn. Tại mình cứ lo mình ghen tuông giết, mình nói đon nó ren giết á. Rồi mình ăn không ngon ngủ không yên, rồi mình tàn phai hương sắc. Mình đừng có dại hủy hoại cái nhan sắc của mình, người ta cũng bỏ mình à. Nên bản thân của mình phải lúc nào cũng phải dưỡng mình, cái năng lượng của mình đầy đủ. Chứ mình đừng có dại gì hết năng lượng à. Nên mình phải kiếm cách nào để mà bản thân của mình có sự an lạc trong cuộc đời này thì nó mới dưỡng nhan sắc mình được. Chứ nếu không có nghe nó chấp vào cái đó mà gặp người ta không biết tu, người ta lỡ bỏ bê mình một cái là mình hụt hẳn, mình chết luôn. Mình đừng có dạy gì. Bây giờ mình nghe Phật Pháp và mình có điểm nương tựa. Cái điểm Phật Pháp là điểm nương tựa hay nhất trong cái cuộc đời mình đó quý vị. Phật Pháp là nó nương tựa. Nên cái chuyện nghe Pháp là một phương pháp. Mà phương pháp nó giải cái nội tâm khổ đau. Cái nội tâm khổ nó ghê lắm. Những Đức nói với vị nghe nghe, khổ tâm nó còn khổ hơn chết. Thật sự mà nói, nó khổ tâm nó kéo dài thời gian, nó khổ hơn chết. Có người mình khổ tâm ăn không ngon, ngủ không yên, nói thì nói không được, không muốn nói không ra lời. Có những điều mà trong cuộc đời của người ta nói ra thì sợ mắc, nói ra thì sợ chia tay luôn, mà cứ ôm giữ như vậy giống như sống gỡ, giống như chỉ mành treo chuông. Con người sống trong cuộc đời này, cái gì mình nhìn nó đứt thì nó sẽ đứt. Chúng ta nếu thấy cái sợi dây này nó sẽ đứt thì chúng ta đừng có nên dưỡng cái sợi dây này nữa. Tại vì chúng ta thấy cái mồi nó đứt rồi,
nó không thể nào hàn gắn lại được đâu. Thì thà nó còn một chút xíu dính líu, chúng ta kêu lại, chúng ta nói rõ ràng, nó còn hay hơn đợi khi nó đứt rồi xử lý. Hiểu chưa? Cái người mà khôn á, mình nhìn được thời cuộc, mình nhìn thấy rõ ràng rồi, mình thấy cái mồi là không cứu chữa được rồi, thì mình phải giải quyết từ đầu. Tại mình thấy sớm muộn nó cũng đi tới con đường này, thà mình bước lại con đường này còn hơn là mình bị động đến con đường này. Mình chủ động đi đến con đường này hay hơn là mình bị động đi đến con đường này. Người vậy mới là người khôn, thật sự là khôn đó quý vị. Lúc nào mình cũng mang cái tư tưởng chủ động. Mà người phụ nữ hay người đàn ông muốn mình là người chủ động là cái năng lượng mình lúc nào cũng đầy. Đừng có để cho mình bị tàn phai hương sắc quá. Vì trong cuộc đời này khi mình tàn quá là mình sẽ thấy mình bị giống như bị thua sút quý vị. Thấy mình bị lép mà, ngộ lắm. Nên những đức nói ông thầy mà ông tu mà ông hướng dẫn mình mạnh dạn, ít gì năng lượng ông phải có, và tu hành ít gì cũng phải coi được, chứ đừng có đến nỗi mà nó quá tàn tạ. Chứ gặp mà lên mà bây giờ mình khuyên người ta ăn chay mà mình da bọc xương, người mình không có miếng thịt, gọi là xương bọc da. Xương bọc da là quý vị biết rồi đó, có nghĩa là không có da mà toàn là xương không á, hiểu không? Vậy thì sao quý vị khuyên người ta ăn chay, khuyên người ta tu? Khó lắm. Vì cái thời cuộc này là cái thời cuộc của hoàn cảnh, cái thời cuộc này là cái thời cuộc của hình thức, cái thời cuộc này là thời cuộc của hình thức, quý vị hiểu không? Nên tại sao Đức Phật đến thế gian thì hiện 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp? Vì cái hình thức nó rất là quan trọng bất cứ thời cuộc nào, mà thời cuộc này nó càng quan trọng hơn. Nên người tu nó không phải là tiêu cực, mà người tu mình nó phải cực kỳ phong phú luôn. Người tu nó không phải quê mùa, mà người tu của mình là do biết đủ nên mình sống như vậy. Chứ nếu như đụng hoàn cảnh nào mình cũng phong phú chứ, mình không có tệ hơn ai bất cứ hoàn cảnh nào chứ. Mình mà tu như vậy ai cũng ham tu. Còn mình tu giết mà mình thành tiêu cực, mình tu giết mình quê mùa, mình tu giết rồi mình đờ đẳng, người ta không có tu đâu. Trời ơi, bà cô giáo Lưu Tố Văn cái thứ gì mà bà không biết, nên bà mới thuyết pháp cho người ta nghe. Chứ bà quê mùa sao bà thuyết pháp? Trời ơi, người ta nói người ta quê mùa vậy đó quý vị, nghe người ta nói chuyện thì sao mà là quê mùa. Người ta nói người ta không biết gì mà tại sao người ta dạy bao nhiêu con người trời, mà nói người ta lại bị thâm nhập cái tâm người ta mới ghê. Vậy thì người ta đâu có quê mùa. Nếu là quê mùa sao nói cho người ta nghe? Quý vị coi cái người quê mùa mà không biết gì đi, đứng trước mọi người người ta còn dám đứng, còn rung. Chứ đừng có nói chi mà đứng trước hàng ngàn hàng vạn người. Nên cái người đó không có quê mùa, mà do họ thật chất họ làm vậy đó, không quê mùa đâu. Như cô giáo Lưu Tử Văn không thể nào quê mùa được, cái gì bà cũng biết chứ nha. Nhưng bà hiện cái tướng như vậy đó, tại vì chồng của bà điên nên bà phải hiện tướng như vậy. Chồng bà điên là quá tệ. Nếu mà bà mà quá hình thức, ta đánh giá bà làm sao, hiểu không? Nên bà phải hạ xuống, bà phải bận đồ quần của chồng, bà áo thun của chồng, thì biết bà là bày hay cái nào, hay không? Nhưng mà bà lại độ sanh vì hình tướng đó, là cái duyên người ta độ vì hình tướng đó. Còn vị coi Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không khi còn thể thế, già thì già nhưng bận đồ phong độ lắm. Những đức tin chắc rằng Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không là khi ngài giảng pháp là có người, người ta giống như người ta thay đồ, người ta bận đồ kiểu mà người ta tròn khăn đồ cho ngài. Những đức nhìn, những đức biết, chứ không phải tự ngài làm đâu. Sao làm được điều đó? Chính những đức giảng pháp có khi những đức phải tự sửa mình quá trời, sửa áo sống cho mình, chứ nếu không nó co áo lại nè, nó co lại. Còn ngài những đức thấy quấn khăn đẹp lắm, quấn khăn rất là đẹp, là có một cái đội ngũ người ta lo lắng cho ngài đó. Nên những đức nhìn là những đức biết liền à, tuy ngài không có trang điểm gì hết trơn, nhưng mà cái hình thức bên ngoài áo sống đồ đạc là có người lo đó, vì cái mảng đó nên đẹp vậy đó quý vị. Thì quý vị thấy không, người ta quan trọng về hình thức đi độ sanh ghê không? Nó nên từ nơi đó đó mà mình đi tu, đi tu giải thoát thì giải thoát, nhưng mình phải gọn ghẽ. Vì mình còn xã hội, mình còn xã hội rồi mình còn chồng nữa. Nếu mình bày hay quá chồng mình nó mắc cỡ với người ta. Có một lần cái người huynh đệ này đi tu chung với những đức ở trên Đà Lạt, ông thì ông khổ hạnh như lắm, ông có chịu tắm. Một tuần lễ là ông tắm có một lần à. Mà phòng của ông nó kinh lắm. Có một lần ba của ông gắn thêm người bạn mà nhà giàu, ba ông làm giám đốc, dẫn theo bạn cũng làm ăn lên thăm thằng con ở trong chùa. Trời ơi, thằng con ra ngồi nói chuyện, một tuần ông đâu có tắm.
Ông ra ông ngồi ông nói chuyện là ông bạn nói thôi thôi được rồi, anh ngồi nói chuyện với con anh đi, tôi đi. Xong người cha nói một câu với thằng con gì nè: lần này cha lên thăm con lần này là lần cuối cùng, cha không có lên nữa. Người con hỏi: sao vậy cha? Cha không biết con tu cái gì mà trong cái xã hội cuộc đời này cha thấy con không có phù hợp. Có nghĩa là con quá dơ giấy, con quá bày hày, nên từ nơi đó mà bạn bè cha dẫn lên mắc cỡ quá, mà cha cũng cảm thấy quá mắc cỡ khi có một người con đi tu như vậy. Mà cha nhìn người ta đi tu đâu phải như con, sao con làm kỳ cục vậy? Con người tu là tu chứ tại sao con lại ở dơ dữ vậy? Ông nói vậy đó. Ông nói này ở dơ, mà thiệt ở dơ. Ngày hư văn một năm chờ người ta mới tắm một lần, mà nghe gần ngày hư văn là nghe mùi hương chiến đàn. Còn mình một tuần lễ không tắm người ta la làng, đúng không? Bây giờ đơn giản thôi, mình đi đến chùa những ngày lễ với Quan Âm mà đông quá mình khó tắm rửa. Nội mà một ngày mà mình không chịu lau mình thôi, quý vị thấy lỡ gần người ta mất sự tự tin, sợ cái mùi hôi á. Nên mình đi lễ quý Quan Âm mình cầm theo vài chai nước hoa, có khi lau mình không được thì nó cũng lăn lăn một số chỗ cho nó bán mùi bớt đi, lỡ gần người ta khi hôi quá thì sao chợ. Ai biết được mồ hôi mình chịu được, chứ mồ hôi mình người ta chịu không được, hiểu không? Nhưng mà những đức nói với quý vị mà ăn chay niệm Phật nó đỡ hôi dữ lắm, nó đỡ hôi dữ lắm. Vì nhớ nè, cái người tu hành đó, ban đầu khi chưa tu là họ có những cái bệnh nè trong cuộc đời nè, nói chuyện cái miệng rất là hôi hơ, cái hơ bốc ra hôi cực kỳ hôi luôn, quý vị đến gần chịu không bao giờ nổi luôn. Rồi mồ hôi của họ nó hôi không tưởng tượng được, vì là gần họ là nghe mùi hành không, hành thổi ấy, chịu không nổi luôn quý vị. Nhưng mà tu từ từ hết là tu đúng. Tu đúng rồi đó. À, còn có những người đi tu nghe quý vị, ban đầu họ không có như vậy mà họ tu về sau, khi mình nói chuyện với họ, họ hôi kinh khủng, lỡ gần họ hôi không tưởng tượng được là sai. Vì nếu mà tu đúng á, là cái thể chất mình nó sẽ chuyển biến tốt vậy lắm. Thể chất nó chuyển biến rất là tốt. Khi mình tu đúng là cái tâm tham sân si mình giảm, mà tâm tham sân si mà giảm là cái tế bào mình sẽ tốt, nên cái thể chất của mình sẽ thay đổi rất là tốt. Cái người đó chưa tu ban đầu họ xấu, thể chất của họ không tốt, cơ thể họ hôi hám, ăn mặn ăn thịt. Nhưng khi họ ăn chay niệm Phật, tâm họ đỡ tham sân si là thể chất sẽ thay đổi, tế bào sẽ tốt, tướng tá thay đổi, gương mặt thay đổi lại hết, là họ tu có kết quả. Họ tu có kết quả. Nhân Đức á, gặp một người huynh đệ này, ngày xưa Nhân Đức quen. Ông ngày xưa Nhân Đức quen ông đẹp dữ lắm, ông đẹp dữ lắm luôn, rất là đẹp trai luôn. Mà Nhân Đức thì rất là xấu luôn. À, quý vị tin rằng ngày xưa Nhân Đức ngoài đời, cái chọn bạn của Nhân Đức là gì nè quý vị? Bạn nam á, đi chơi chung á, bạn Nhân Đức nhất định phải đẹp trai. Nên bạn Nhân Đức trên thành phố đẹp trai nhiều lắm. Bạn là cao ráo đẹp trai được không à? Là Nhân Đức đi chung là thích đi với bạn phải đẹp trai. Biết sao? Vì Nhân Đức xấu trai. Mình xấu mà mình gần cái người đẹp mình cũng đỡ đỡ một chút. Tại vì cái thằng bạn đẹp trai nó có tiếc, nên nó sẽ có bạn gái. Bạn gái của bạn gái nó cũng không có xấu. Hiểu chưa? Hiểu không? Thì nó dẫn con nhỏ bạn gái nó, mà con nhỏ bạn gái nó mà dẫn con nhỏ bạn gái làm quen với mình thì chắc chắn là không có tệ. Không có tệ đâu quý vị. Hiểu không? Đẹp nó chơi với đẹp. Còn nếu mình đã xấu mình chơi với nguyên một vàng bạn toàn là cùi bắp xấu không, thì chắc chắn mình ra đường mình gặp toàn là thứ xấu không, không có ai nhìn mình nữa. Tại vì mình lép một chút, mình né vô nó thì vẫn thấy nó và thấy luôn mình. Quý vị công nhận không? Bây giờ nè, quý vị làm trưởng đoàn mà nổi bật, người ta đi theo cái nhóm đó cũng nổi bật, quý vị quen một ông thầy nổi tiếng, bị chụp hình chung đi, quý vị cũng bị ảnh hưởng cái tiếng luôn. Chứ vẫn chơi đâu trời, ảnh hưởng. Còn bây giờ quý vị quen một ông thầy mà ông tào lao bác xế bậy bạ không, bị chụp hình với ông, quý vị sẽ bị mang tiếng.
Rồi gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Nên từ nơi đó mà ngày xưa tôi ngoài đời tôi đã có góc độ nhìn như vậy rồi đó. Nó, nên từ nơi đó mà những đức nói với vị nghe rằng là những đức quen cái người bạn này đi tu, ông đẹp trai vô cùng, nhưng mà ông tu 7 năm sau, những đức khi nói chuyện lại với ông, những đức nói thầy tu có vấn đề, chắc chắn thầy tu có vấn đề. Ngày xưa tôi ngồi bên cạnh thầy nói chuyện đâu có như vậy đâu, thầy đừng có buồn, bây giờ thầy nói chuyện cái hơi của thầy hôi quá, tôi chịu không nổi luôn. Không phải là răng hư gì mà hôi đâu thầy, mà đây là túc nghiệp của thầy đang nổi ra. Thầy tu làm sao à? Những đức tin chắc rằng thầy sân si, thầy khó chịu, thầy câu có, thầy hẹp hòi. Những cái tâm này là những cái tâm phát triển túc nghiệp, nên cái tiếng nói của thầy, cái hơi thầy hôi là do túc nghiệp, chứ không phải nói là răng hư răng gì đâu. Cái răng hư hay là không kỹ thì nó chỉ hôi cái mùi khác, còn cái mùi hôi của thầy bốc ra là mùi hôi của túc nghiệp, túc căn, chứ không phải là cái chuyện đó. Thầy phải tu sao nè? Rồi thầy ngày xưa tôi ngồi gần thầy, thầy đâu có hôi nách đến mức gì, mà bữa nay sao thầy hôi kinh khủng quá. Tôi không có nói thầy kỹ hay sạch gì, nhưng mà cái mùi hôi này của thầy là mùi hôi mà từ cái cơ thể thầy mà nó nghiệp lực nó bốc ra, chứ không phải là cái chuyện bình thường. Nên thầy xem lại cái sự tu của thầy đi, thầy thay đổi lại tố chất của thầy. Tôi ngày xưa này tôi biết này, tôi là hôi nách còn hơn cái gì. Trời là trời, mà tôi ngại ngùng mà tôi không có tự tin cái chuyện này luôn. Nhưng mà tôi tu giết bây giờ tôi thấy rõ ràng, tôi giảm tối đa luôn. Giảm tối đa là biết luôn đó quý vị ơi, là cơ thể thay đổi luôn. Cái giống như cơ thể mình nó thay đổi rất là nhiều quý vị. Thì rõ ràng quý vị biết cái sự an lạc của niệm Phật và vui vẻ nó làm cho tế bào thay đổi lại. Con người cơ thể không sạch nó sẽ sạch sẽ. Và ngày xưa quý vị biết rằng mồ hôi những đức là mồ hôi nhớt, nó làm cho đồ đạc móc và mục hết chân. Mồ hôi nhớt thấy ghê lắm. Nhưng mà bây giờ mồ hôi của những đức nó chảy ra như nước lạnh vậy đó. Nó cứ chảy ra như nước lạnh vậy đó. Mà nó lạnh, nó mát lạnh nè, mà nó không có trơn nhớt gì hết trơn á. Nó như nước nó chảy ra vậy đó. Nó thì những đức biết rằng nó thay đổi tố chất rõ ràng. Mình kinh nghiệm từ bản thân mình chứ đâu. Mà những đức thấy bây giờ những đức càng tu thì tham sân si những đức giảm. Đối với những đức không biết nữa thôi. Tham sân si những đức giảm nhiều dữ lắm. Thì bây giờ mình nói thẳng đi chứ mình nói gì mà khoe gì cũng đâu cần chuyện này đâu. Nhưng mà nói thật lòng là tham sân si những đức rất là giảm. Ngày xưa những đức tham nặng nè, sân hận nặng nè, ngu si nặng. Nhưng mà tất cả cái đó những đức đều muốn che lại hết. Nhưng bây giờ những đức thấy rõ ràng là tham sân si những đức nhẹ lắm, rất là nhẹ. Và có rất nhiều việc những đức chỉ có niệm Phật không mà những đức biết rất là nhiều luôn. Biết rất là nhiều thứ luôn, không phải đi tham khảo gì hết á, mà không biết sao tự nhiên những đức biết à. Thì cái đó những đức thấy niệm Phật là nó có kết quả rõ ràng. Kết quả rõ ràng rồi còn gì. Bây giờ quý vị coi một ngày những đức giảng 3-4 buổi thuyết pháp, mà buổi thuyết pháp nào quý vị nghe cũng được chứ. Mà nó đều có cái lợi ích rất là lớn luôn. Mà nghe thì sao mà không biết, mà cứ nghe quậy bị thử đi, bài giảng nào cũng có cái lạ chứ. Bài giảng nào cũng có cái lạ. Nó, thì quý vị biết rằng là nó phát xuất từ tâm, nó tự nhiên mà sanh pháp, thì quý vị nghe hoài cũng được nữa. Nên từ nơi đó những đức nói quý vị nghe, mình gặp Phật pháp là mừng lắm. Phật pháp có thể giúp cho mình thay đổi cuộc đời, thay đổi tố chất, thay đổi hết luôn. Những đức nói những người bị bệnh ung thư á, những đức nói quý vị thật lòng, quý vị chỉ cần vui mà niệm Phật đi, quý vị hết ung thư tận gốc á. À, quý vị không cần rụng tóc gì đâu, nó bình thường luôn. Quý vị cứ ăn chay đi, quý vị phóng sanh, quý vị niệm Phật đi, quý vị đừng có sợ chết. Những đức nói 100% quý vị thọ mạng còn, quý vị không có sống khổ đâu. Còn có những cái căn bệnh mà người ta trị được, đó là thọ mạng chưa có hết. Thọ mạng chưa có hết, nhưng mà quý vị lại dùng cái cách trị, quý vị tưởng đâu là trị được hả? Mà quý vị bị tác hại khi sống. Tác hại khi sống quý vị không được lành mạnh. Còn nếu như quý vị bị ung thư mà bị tin vào pháp đi, vì tin số mệnh, vì tin nhân quả đi, vì niệm Phật ăn chay, vì sống vui vẻ an lạc, vì đừng có sợ chết. Ngày nào vì cũng nghe lời những đức bị cười cho nhiều, bởi vì nghe pháp những đức là bị cười à, chắc chắn luôn. Nghe những đức giảng là cười à, à là từ từ bị khỏe liền, khỏe từ từ, mà cũng không muốn đi khám bệnh luôn, mà nó hết mất tiêu à. Ồ, có cô kia mà cô nói rằng là cổ bị ung thư ngực, mà cô nói rằng là mà tính ra cái chục năm nay luôn, mà giết mà cô nói cô bình thường luôn, cô niệm Phật cô an lạc cô vui bình thường luôn, cô không có một cái gì mà trở ngại luôn, ghê không? Mà gặp biết bao nhiêu người mà nói quá trời nhiều người luôn quý vị. Thì nghe những đức kể bao nhiêu câu chuyện niệm Phật cảm ứng chưa, quá trời nhiều, toàn là những câu chuyện người ta nói những đức nghe không, rồi lớp nhắn tin trên mạng quá trời,
đưa cho những đứa coi giảng lại cho vị nghe. Thì những đứa thấy cái công đức niệm Phật này rất là lớn, và nghe Pháp có thể chuyển hóa được nội tâm thù thắng lắm. Nên những đứa nói mình gặp Phật Pháp là quá mừng rồi. Mừng ngay cái chỗ là mình mỗi ngày không buồn dặn ai để trong tâm là quá mừng rồi. Mà mấy bà con buồn nó thấy vừa tội mấy bà rồi. Thấy không? Nên những đứa ở trong chùa mà nói là cái nhóm mà làm việc trong tăng ngôi Tam Bảo mà nói mà buồn dặn nhau là những đứa ra mặt liền. Buồn dặn là những đứa ra mặt liền xử lý, không có để. Nên Phật tử mà những đứa quen những đứa cũng không có phải là mà mình mà mình tiết kiệm thời gian gì đâu. Mình cũng dành thời gian cho người ta để mình hóa giải giùm cho người ta. Vì mình sống với nhau mà. Thương quá. Chứ không phải giỡn đâu, nó thương quá. Thương quá rồi đầu nó tức. Thường là cái tình thương nó quay lại hẳn là tức quý vị. Giống như mình thương ai đi, mình lo cho người ta cái gì, mình cho người ta ăn cái gì ngon ngon mà người ta không ăn là mình ghét. Hoặc là mình cho người ta cái gì ngon ngon ăn mà người ta không ăn mà cho người khác ăn là mình hận. Mình tức mà mình trời ơi, mình muốn xé xác rồi đó. Có mà. Cái tình thương nó kỳ cục, giống như mình thương ai là mình cho người ta ăn gì người ta phải ăn, mình cho người ta bận gì người ta phải bận, mình để chỗ ngồi đâu là phải ngồi. Còn người ta chỉ cần mà không làm theo cái ý của mình là mình quay ngược là mình ghét người ta, mình tức. Nó cái đó là thương chứ không phải là ghét đâu. Nhưng mà nó chỉ có cái mà chưa thông được tâm thôi. Cái tình thương mà nó chưa thông được cái tâm nên nó thương thành tình chấp, nó thành khổ, gọi là mê thương. Còn nếu mà mình mà trí thương thì nó đúng. Cái trí tuệ thương thì nó đúng. Nó không có khổ. Cái tình thương sao mà khổ, nhưng mà mình dùng cái sự mê hoặc mà thương thì nó khổ. Mà dùng trí tuệ mà thương thì nó an lạc tự tại thôi. Đó. Ở trong chùa nhà nó thương trong chùa, người trong chùa quá trời, như nó có khổ gì ai đâu. Nó giờ người ta ở chùa tu hay không ở chùa tu, như nó có khổ đâu trời. Còn nếu như mà như nó dính mắt thì như nó khổ rồi, đúng không? Đó nên hướng dẫn mấy cô tu làm sao mà nó thông được cái tâm. Mình đừng có đặt để người ta quá. Thấy không? Mình đừng có đặt để người ta, hãy cho người ta có những không gian thời gian một chút đi. Cái quy tắc vẫn là quy tắc, nhưng có những cái mình mắt nhắm mắt mở một chút. Làm chồng làm vợ gì cũng vậy, có những cái mình cũng nên mắt nhắm mắt mở một chút để mà sống đi. Nhớ này, con người khôn nhất trong cuộc đời này, đừng có đụng chuyện gì cũng nhào vô, đừng có đụng chuyện gì của người ta cũng nhào vô để người ta cầu mình thì hay hơn. Nó còn nếu mình thăng quá thì có gì mình khai thác liền không sao, nhưng tùy người. Có những người chúng ta không cần phải đụng vô nhiều quá đâu. Nó thiệt, những đức ngày xưa cũng là thích đụng vô chuyện người ta, sau này từ từ mới hiểu ra không cần thiết phải đụng nhiều chuyện của người ta đâu. Cả trong chùa có những cái mắt nhắm mắt mở một chút mà xong. Chứ bây giờ đông người quá mà mở hoài giết thấy mồ luôn. Nó mỏi mắt. Mỏi mắt quý vị. Ôi ơi quý vị biết rằng là có nhiều người tu mà ta đi đến chùa người ta cũng cách này cách kia cách nọ dữ lắm á trời. Nên có khi mà đứng trước mặt mình cũng là để mình dưỡng thằng con mắt. Chứ nếu như mà mình gì thì chắc lòi con mắt quá. Hiểu không? Nên mình phải dưỡng cái con mắt mình chứ. Nên có gì thì mình cũng hoặc là mình mắt nhắm mắt mở mà sống. Nhớ trong cuộc đời này nghe, mắt nhắm mắt mở mà sống. Nhớ đó. Nó có những chuyện bản thân mình cũng đừng nên đụng vô. Đụng vô không có được, giải quyết cũng không được luôn thì hiểu không? Vậy thì bị tự tại rồi. Nên những đứa con bạn cũng nói câu nè: tôi thẳng tính lắm, tôi rất là thẳng tính. Những đứa nói tôi cũng thẳng này. Mà trong cái thẳng nó phải có cái mềm. Tôi hỏi ông nè, cái răng với cái lưỡi tên nào gãy trước? Cái răng nó cứng nó gãy trước, cái lưỡi nó mềm dẻo mà nó lại tồn tại, không thấy không? Nên tôi nói với ông á, nó phải kết hợp cứng và mềm. Bây giờ ông cứng ngắc ai chịu nổi không? Hiểu không? Nó thí dụ như có một cái đoạn đường nó cong cong quẹo quẹo, nếu như quý vị đưa một cái cây mà thẳng rang cứng ngắc, quý vị để vào cái đường đó sao được?
nên cứng nhưng mà nó có cái độ dẻo để nó đi theo đoạn đường đó. Con người sống trong cuộc đời này cũng y rang vậy đó. Có đoạn đường nào mà hoàn toàn thẳng hoài đâu. Có những lúc nó cũng phải cong quẹo một chút, nên chúng ta đi thẳng được, nhưng có những lúc phải quẹo được, vậy thì mình mới đặc sắc, đúng không? Tuy là tôi nói tôi không uống cà phê, mà có khi đụng chặn tôi cũng phải uống, chứ làm sao, không uống không được. Đó nên Phật Pháp nó rất là phong phú, nó rất là trí tuệ. Có những người ngày xưa những bậc cao tăng, vậy mà như Hòa Thượng Tịnh Không ngày kể câu chuyện, mà khi Ngài đi đến dự cái đám cưới của một vị minh tinh nào đó, toàn là trong đó những vị cấp cao ngồi không, Ngài vô ngồi chung, người ta gót bia cho Ngài, Ngài cũng ly uống liền. Lúc đó Ngài ngồi, Ngài thuyết pháp liền. Nên người ta nói về bia, tại sao Ngài tu mà Ngài uống, Ngài thuyết pháp cho người ta nghe liền một bài pháp. Ngài nói cơ hội mà vì sao không thiết, có mấy lần mà những người này mà được ngồi chung gì, bây giờ phải dạy họ một bài học về Phật Pháp. Thấy hay không? Nếu mình mà không uống được ly đó, vậy thì bản thân của mình có trở ngại rồi. Tại sao tôi uống được 10 ly mà ông không uống được 1 ly? Còn ông nói phạm giới, thở lên, cái giới của Phật là nó khai sáng cái giới, là trí tuệ giới, chứ đâu phải là chết cứng giới. Nên chết cứng giới nên không trì được. Nên Phật Pháp mà nói cứng ngắc là ba đời chư Phật hàm quan. Chúng ta phải dùng cái trí tuệ của Phật để áp dụng vào cái cuộc đời. Cuộc đời nó muôn biến vạn hóa thì Phật Pháp cũng muôn biến vạn hóa. Quý vị vô trong một khu rừng bao nhiêu loài cây, chứ đâu phải quý vị chỉ chọn loài cây tốt không đâu. Nhưng có những loài cây độc cũng nằm trong khu rừng. Khu rừng vẫn là dung nạp tất cả loài cây. Quý vị đi xuống dưới biển cả mênh mông, bao nhiêu loài động vật ở trong biển đó, biển vẫn là thu nạp tất cả những loài sinh vật đó. Chứ đâu phải là lựa sinh vật ra, mày được sống mày phải lên bờ, đâu có đâu. Nên cái tâm người tu mình cũng như một khu rừng, cũng như là biển cả vậy đó. Vậy thì tu nó mới an lạc, hiểu không? Đừng có chết cứng quá, hiểu không? Nó mình bây giờ mình biết tu rồi, mình biết ăn chay niệm Phật rồi, chồng của mình còn nhậu, mình nên thông cảm cho nó nhậu đi. Vì mình đâu có nhậu đâu, mình không nhậu người ta nhậu được mà mình nói cái gì, hiểu không? Mình ngon mình nhậu chứ người ta đi, nó nhậu xong ngày mai nó cũng đi làm, nó chơi với bạn bè xong rồi nó đi làm, mình cũng chơi mà, chơi với những đức, phải không? Quý vị nghe pháp mỗi ngày là cái cuộc chơi chứ gì. Quý vị nói ra cái văn tự cho nó phù hợp nhân gian một chút, nó là một cách tiêu khiển thời gian của cuộc chơi. Mà người thì ở trong cuộc đời này, có những người thì tiêu khiển cách này, có những người thì tiêu khiển cách khác. Có những người, người ta không có tu hành, không niệm Phật thì người ta tiêu khiển gì bằng nhậu, ăn uống, vui chơi, cách khác của xã hội, đua xe, cá độ đá banh. Đó là một cách tiêu khiển thời gian của cuộc đời. Còn mình biết đạo, mình ăn chay niệm Phật, nghe pháp, tụng kinh, trì chú, làm mọi mặt trong Phật Pháp, đó cũng là một phương pháp tiêu khiển thời gian, cũng là một cuộc chơi của người tu đó quý vị. Thấy rõ ràng mà. Mà mình lại lấy cái cuộc chơi mình cho là số 1, người ta cũng cho cuộc chơi người ta là số 1. Nên thường là người tu và người không tu đụng với nhau cái chỗ này nè. Là người tu thì cho rằng cái việc làm của mình là quá đúng, còn cái người không tu thì người ta nói cái việc làm mình là quá khổ. Nên hai bên nó đụng với nhau. Nếu như mà hai bên này mà thông được thì bạn có thể duy trì cái cuộc chơi của bạn, tôi duy trì cuộc chơi của tôi, cuối cùng tự xem lại thì quá hay rồi. Cuối cùng tự xem lại. Bây giờ quý vị nghe những đức giảng gì rồi, về mà chồng nhậu nhẹt này kia, đó là chuyện của ổng. Mình làm vợ bên cạnh nhắc nhở chồng gì bớt thôi, vì sợ ông bệnh hoạn thôi. Chứ nếu ông vui thì kể ông, nhưng mà nói sợ ông uống nhiều, ông bệnh hoạn, ông mệt, hút thuốc nhiều, bệnh hoạn này kia. Nhưng mà tôi không có chen vào chuyện của ông nhiều quá, nếu ông cảm thấy vui. Nhưng mà tôi khuyên ông nên giảm để có sức khỏe. Vậy thôi, mình nói nhẹ nhẹ vậy thôi. Rồi bản thân mình cứ duy trì, mình làm người vợ, người chồng, sống cho thật là đặc biệt. Đặc biệt đi. Rồi từ từ người ta nhìn từ mình mà bị cảm hóa. Ta nhìn từ mình mà ta cảm hóa chứ không phải giỡn đâu nghe. Chứ mình đừng có đặt để người ta, ta không đồng ý đâu. Mình đặt để người ta cũng không tu theo luôn. Người ta muốn tu rồi đó mà người ta không tu theo đó. Người đàn ông người ta không tu theo, là người ta tu đó, nhưng mà người ta không tu theo. Tại vì sao? Tôi không theo bà hả? Tôi theo bà, không có chuyện đó đâu. Nó những đứa thấy có một ông chồng của một cô trong đây, nhìn ông cứng cỏi thấy ghê. Xuống chùa chứ ông làm việc, ông tu đồ, ông lợi ông chào những đứa cúi đầu đồ đàng hoàng, nói chuyện vẫn chơi. Nhưng mà trước vợ ông không bao giờ ra vẻ kiểu đó. Ông không thích những đức gì mấy luôn.
Nhưng ông đi đến chùa, ông nghe lời những đức nè, ông lỡ ông chào, ông cúi đầu nè, rồi ông nói chuyện khơm đầu xuống luôn, nói chuyện dẫn chơi hả? Thấy rõ ràng luôn. Mà trước người phụ nữ, chồng, vợ người ta không chịu gì. Nên mình để im vậy, đừng có nói gì tới người ta. Người ta sẽ tự nhận thức. Vì người ta đi đến chùa, người ta đã nhận thức được rồi, người ta mới ở mấy tuần lễ, chuyện dẫn chơi hả? Ta thấy rõ ràng cái chuyện ông thầy này làm rồi. Nên người ta im gu, là nghĩa là người đàn ông có những người ngộ lắm. Vợ người ta làm, người ta không nói tới đâu. Không tán thán mà không có chê là người ta đã đồng tình rồi đó. Người ta đồng tình rồi, người ta mới không nói gì đó trời. Giỡn đâu. Nhưng mà mình làm gì nó cũng vừa phải, đừng có quá đáng quá. Đừng có được nước mình leo tới luôn rồi có ngày có chuyện xảy ra. Cái gì mình cứ cung kính cái lễ phép với người ta đi. Hay tự người ta thấy mình càng đi tu, mình càng lễ phép thì người ta càng quý trọng mình. Cứ kiểu như mà mình đi giết rồi mình thấy người ta không nói gì, mình làm tớ giết mà nó nói lên một cái là có chuyện xảy ra. Người đàn ông là nói gì đó. Nên mình phải hiểu cái nguyên lý này thì mình tu hành đặc biệt cái lắm. Mấy cô về chùa, mấy cô nghe gì phải là Phật Pháp Nhân Sinh không? Mấy cô nghe gì còn cái gì nữa? Mà nói về mà không áp dụng được là do tại mấy cô, đâu phải tại những đứa không dạy. Dạy từng ly từng tí từng chút luôn mà mấy bà. Còn gì nữa? Hết trơn rồi. Bây giờ đàn ông đàn bà vô đây dạy rõ ràng hết trơn. Nếu mà áp dụng đúng như vậy thì vì thấy Phật Pháp nó cực kỳ hay luôn. Vì thấy Phật Pháp là một nền trí tuệ rõ ràng. Phật Pháp sao quê mùa được trời. Cái người mà học Phật rồi cái góc độ nhìn của mình nó đẹp lắm. Có người mình góc độ mình rất là sáng nên nó nhìn là đúng mục tiêu luôn, nhìn đẹp chứ không phải nhìn tệ đâu. Nó có người mà người khi người ta không tu, người ta mờ trí nên góc độ nhìn của ta nó kém hơn người tu đó. Nên tu nó không có quê mùa đâu. Tu là nó rất là trí thức chứ không giỡn đâu nghe quý vị. Mà cái cách chơi của cái người tu nó rất là trí thức luôn. Nếu mà hiểu biết nó chơi rất là trí thức luôn. Chơi rất là đẹp, sạch sẽ, ngon lành. Chứ không phải là bày hay như cái người ngoài xã hội người ta không biết tu đâu quý vị à. Nội mà một cái bàn ăn của cái người tu mình thôi. Tại vì thấy mình ăn sạch sẽ hơn cái ngày xưa mình ăn mặn. Ngày xưa như Đức ăn mặn như Đức biết mà. Có khi một cái chân gà mình với bạn bè cắn miếng, thằng kia cắn miếng. Cắn qua cắn lại nhau, cuối cùng xương gà liện vào cái lẩu, hầm lại, múc nước húp. Kinh không? Đây là rõ ràng mà. Một cái ly cùng nhau đút miệng vô uống. Có khi nhậu, có khi uống vô không vô nổi. Cầm nguyên chai rượu, nhả vô trong đó lại, thằng kia gót cái uống. Có những khi ngoài đời uống rượu nó chơi dơ đến mức như vậy đó quý vị. Cho quý vị biết không đơn giản đâu trời. Nhưng mà ăn chay không bao giờ như vậy. Người ăn chay là rõ ràng bạn ăn sạch sẽ gọn gẽ, không tanh hôi gì hết, bị nhìn rõ ràng đúng không? Nó nên những đức nói người tu ăn uống sạch sẽ. Cái cuộc chơi gì của người tu nó cũng sạch sẽ. Nó nhìn nhận ra sạch sẽ mà. Mà trong phòng mà ở của người tu nó cũng, người thật sự tu hành không có dơ quý vị. Vì vô phòng người ta sẽ không bao giờ bày hày. Như ngày xưa những cái chỗ ở những đức là không bao giờ giặt mền gói đâu. Nhưng mà từ khi những đức tu hành tới bây giờ nghe quý vị, là những đức cái gì chứ sạch sẽ, ở chỗ ở sạch sẽ lắm. Nó có nghĩa là biết rồi, thì ra là cái người khi tu hành mình sẽ sạch sẽ lắm. Nó rõ ràng nó không có thích nghi được cái chuyện mà quá dơ. Hiểu không? Vậy là đúng rồi. Còn mình tu mà giết mà mình dơ hay, mình bay hay là mình khổ. Mình khổ. Nên chúng trong chùa mình đi coi từ phòng ốc chỗ ở không? Sạch sẽ. Các cô, các chú, các thầy ai cũng sạch sẽ. Gọn ghẻ, đồ đạc ủi sạch sẽ, đúng không? Đúng rồi. Trong chùa mà còn vậy thì quý vị ngoài đời phải đặc biệt hơn. Cái áo choàng mình phải ủi cho sạch sẽ mình đi chùa. Bộ đồ mình bận đồ lam cũng phải ủi cho đàng hoàng. Mọi mặc đồ phải ủi hết. Đồ nào cũng ủi. Nó kỹ. Một bộ đồ mình mà ủi sạch sẽ mình ngủ nó cũng dễ ngủ. Nhớ, ủi sạch sẽ, ngủ dễ ngủ. Từ nơi đó mà cái giấc ngủ nó làm cho mình có nhiều cái kết hợp với giấc ngủ mình sâu. Giấc ngủ bình an. Nên những đức thường nói là trước khi ngủ phải niệm Phật 10 câu 20 câu hãy ngủ. Trong giấc ngủ sâu và bình an lắm. Rất là sâu, rất là bình an đó. Nên mỗi cái mình kết hợp một chút để mình thấy được cái kiếp nhân sinh của mình sống quá đặc biệt, quá ý nghĩa đó. Nên về đây mà từng nào chúng ta cũng gặt hái được cái chuyện về nên nghe lại nó còn tỉ mỉ hơn. Ngồi tỉ mỉ nghe lại từng chút, nó còn tỉ mỉ để nó áp dụng cuộc đời quý vị. Nó mong rằng quý vị nghe Phật Pháp đó, sống trong cuộc đời này đừng có khổ nữa. Nó đã là bao quanh mình rồi.
cái khổ nó bao mình lại rồi, mình nằm trong đó đó, mình còn ở bên trong tóc ga nữa thì chịu chết, chịu chết rồi. Thôi nằm im trong đó để sống những ngày tháng còn lại của mình, nó vẫn có thấy bình yên. Thấy không? Đừng có lấy cây chọt cái khổ. Đừng có lấy cây chọt cái khổ, nghe chưa? À, nó đã bao vây mình lại gì, mình chọt nó đổ xuống. Chọt nó đổ xuống. Hãy để cho nó im nó đi, để mình có thời gian rèn binh, rèn cái đội binh của mình cho nó mạnh. Khi nó rớt xuống mình có sức chịu. Đừng có dại. Thấy không? Đó. Nên từ nơi đó con người sống của ngày hôm nay, chứ ai dạy gì đi sống gì quá khứ. Thôi, không có ai sống gì quá khứ là quá dạy. Phật là sống trong hiện tại. Phật không có sống trong quá khứ và tương lai đâu. Phật sống về hiện tại. Vì hiện tại mình có thể nắm bắt được. Sự việc của ngày hôm nay đang ngồi đây mình nắm bắt được nè, là sống trong hiện tại. Mà hiện tại của giờ này mình đã an lạc tự tại, thì cái năng lượng này nó tích tụ cho mình, để một chút mình ăn ngon, rồi trưa nay mình ngủ ngon, rồi chiều mình lại học đệ tử quy ngon. Đúng không? Thấy chưa? Thấy được chưa? Rồi tối ngon, rồi tối mình lại ngủ ngon. Mà tối ngủ ngon thì sáng mình thức dậy đi tu ngon. Mà thức dậy đi tu ngon thì sáng nghe pháp ngon. Nó từng giờ, từng giờ, từng giờ, từng giờ nó đi, mà nó bắt nguồn từ hiện tại. Nó bắt nguồn từ hiện tại. Còn bây giờ ngồi đây mà cứ nghĩ ngày mai, nghĩ ngày mốt, nghĩ ở nhà thì không biết sống hiện tại. Hiện tại đã được ngồi đây rồi mà không chịu biết chăn quý để mà tích tụ năng lượng, mà để nghỉ ngày mai bữa kia, để nó lạc cái tâm của giờ này. Nhiều người dạy lắm, đang ngồi nghe pháp gì mà nghĩ cái gì phong long không à. Nghĩ nó tào lao bất xế gì không à. Nên không có được cái lợi ích của giờ này. Nên Phật nói là an vui cùng hiện tại, hạnh phúc mãi bên ta. Mình an vui cái hiện tại này nè mới hạnh phúc mãi bên mình. Nên những đức nói quý vị đừng có bao giờ khổ với bất cứ một cái gì mà người ta đưa cho mình khổ. Người ta đưa cho mình khổ là do mình tiếp nhận khổ. Chứ nếu người ta đưa cho mình khổ mình không tiếp nhận sao mình khổ. Bây giờ người ta cầm một mũi tên, người ta bắn mình một mũi tên trúng mình. Mình có đủ năng lực để rút mũi tên này ra và không bị trúng thì mũi tên thứ hai. Còn mình dại khờ, mình bị trúng mũi tên rồi mình cứ nằm đó mình khóc. Nó bắn thêm một mũi, nó bắn thêm nhiều mũi nữa. Mình chết chắc rồi. Hiểu không? Nên mình sống trong cuộc đời này đừng có dạy chúng tên liên tục. Cái khổ đau nó từ cái chiều hướng đưa đến, nhưng do mình cầm, do mình giữ, do mình lụm, mình bỏ vào tâm mình. Chứ nếu mình không bỏ vào tâm mình sao mình khổ? Đúng không? Sự gầy la chửi mắng của người ta là do cái ngã của mình mà bỏ vào tâm. Mình không biết nó bỏ vào tâm, nhưng sanh từ cái ngã mà để vào. Cái ngã là do chấp tướng. Cái ngã là ta, cái mặt ta, mà sao chữ ta, rồi mới lấy từ cái ta đó mà mình lụm cái câu đó bỏ vào tâm, mà mình cũng không biết là mình bỏ vào tâm. Mình mê đến mức mà mình còn không biết là mình đã bỏ vào tâm ngay cái ngã. Cái ngã là chỗ mở ra cái cửa để cho phiền não để vào. Cái ngã, cái ta đó mà ra đó, phải chi mà đi hạ mình, đi xin lỗi, đi tha thứ. Gặp người ta xin lỗi người ta, em sai, chị sai rồi, thì cái ngã nó hạ xuống. Mà cái ngã mà nó hạ xuống thì làm gì bỏ vào đó vô cái tâm được. Nên nó ví dụ như chồng chữ mình: em xin lỗi anh, em sai rồi, do tại em mà làm anh khó chịu. Một câu đó thôi thì bản thân mình đã xong rồi, mình đâu có bị trúng tên liên tục. Nhưng mà mình ngồi đó mình im gu đó, mình khóc, mình tức tưởi, mình hít, thì tên nó bắn rầm rầm rầm. Nó đi ra, đi vô, nó nhìn mình, nó tức. Nó thương, nhưng mà do nó vừa chửi có một tiếng mà mình khóc. Nó nhìn cái mặt mình khóc, nó ghét, nó chửi nữa. Giống như có cái bà kia, chồng bà đạp, bán đạp. Xong bà nằm vậy, bà làm nè. Nó đi ngang, nó đạp thêm một đạp nữa. Cái đầu bà làm nè. Nó quất vô cái miệng, bà mỏ máu không. Cái bà để cái mỏ y tinh, bà không lao máu luôn. Cái bà nằm đó, bà làm nè. Nó quýnh, bà quá trời quýnh luôn. Những đức nói bà ngu dữ gì. Đúng ra nó đạp cái đầu là tôi bò đi chỗ khác. Ngu gì nằm cho nó quất thêm mấy cái nữa. Dạy thì ghê. Tôi dạy bà làm sao. Ngu kinh khủng luôn.
đàn ông mà mình là cái dạng đàn ông mình biết mà, đúng ra quýnh có một cái à, mình tức mình nhìn cái mặt nó mình ghét chứ không gì chứ nghe. Nó cứ nằm đó mà nó hút hết mình tức, rồi mình vừa nửa thương nửa bực, mình tức quýnh cho đã, mà quýnh xong rồi nó nằm tiếp tục già, quýnh tiếp tục quýnh hoài. Mình chỉ cần quýnh, bị quýnh một cái mình bỏ đi chỗ khác liền, mình lết đi chỗ khác mình trốn, mình trốn xong khi nó hết tức mình đi về, mình vậy mới là khôn. Nên Khổng Tử ngày dạy cha mẹ cầm cây nhỏ đánh mình đứng, cha mẹ cầm cây cứng đánh mình đi. Cây mềm đánh mình không có sao, cây cứng đánh mình đứng đó, cha mẹ tức đánh mình chết, cha mẹ sẽ đau lòng. Nên bản thân chúng ta sống với nhau gì, người ta là đàn ông, người ta tức, người ta quýnh một cái là mình đã tránh đi chỗ khác rồi, chứ mình không có đưa cái mặt lại quýnh đi, nó tán không còn cái răng ăn cháo thôi, cho đừng nói lúc gãy răng hết trơn, nó đi chồng răng cho mình thì mình cũng gãy răng rồi, đúng không? Dù nó có chồng răng khác thì mình cũng gãy răng rồi. Nó quýnh mình chảy máu me thì mình cũng chảy máu rồi, mình dạy gì? Nó vừa đánh cái mình làm nè, ai mà nỡ đánh mình? Còn người ta đưa tay người ta đánh mình nè, đánh ngu thấy ghê không? Tôi nói là quá ngu luôn, nói thiệt một câu, dùng cái câu chánh văn là quá ngu. Đúng ra người ta vừa đưa tay đưa chân lên là mình á, mình làm nó hết hồn, nó mắc cừ á, nó vừa mới chuẩn bị quýnh mình làm nó á, ai với đâu mất, mình làm vậy đi, ai đánh được mình không? Đố mà ai đánh được quý vị? Con người ở bên đây cầm thú đâu mà không có cái lương tâm, người ta sợ muốn chết luôn mà đánh cái gì? Vừa mới đưa tay đưa chân lên là mình hú hồn, mình ai với đà Phật, mình khóc hít hít tức tử mình sợ rung hết chưa, thì nó bỏ đi chỗ khác. Vừa nó bỏ đi chỗ khác mình nói chết chưa nào, chết chưa, mỹ nhân kế, cả đời không ai đánh được mình luôn, cả đời không ai đánh được mình chưa. Rồi xong khi mình ngồi bên cạnh, nói chuyện bên cạnh chồng, mình nói vợ chồng thương với nhau, có khi ông thương tôi thấy ghê, mà tôi có khi ông tức lên ông đánh đập tôi, ông đánh tôi rồi tôi bệnh đau, không lẽ ông vui sao? Tôi nói ông mai mốt ông vậy nữa là không có được đâu, không có đặc biệt gì chứ, vợ chồng thương nhau có gì nói nhau nghe câu nghe câu, ông lại làm cái hành động kỳ cục đấy, thì ông làm những cái hành động vậy khi vợ chồng mình ở bên nhau, ông thấy lương tâm ông thì sao? Ông ngồi ông suy nghĩ lên đi. Tôi nói thật sự tôi thương ông lắm, nhưng mà ông vậy tôi thấy sợ quá à. Khi ông tức lên thấy sợ quá trời sợ, ghê quá à. Người đàn ông mà bên cạnh mình mà giống như là cọp sói gì, thấy ghê quá à. Tôi nói nếu mà ông sửa được thì điều này quá tốt, còn không sửa thì tôi cũng sống với ông thôi. Nhưng mà tôi nói với ông nghe, vợ chồng mà họ làm hùm làm hổ nha ông Chí, ông làm gì có tốt đẹp gì đâu, người ta nhìn người ta cười chế chết luôn. Mình nói vậy thằng chồng nó, đàn ông nó đau dữ lắm, nó hứa với mình liền, hôm mai mốt anh không có dám vậy nữa đâu, thôi nghe thông cảm đừng có buồn anh nghe. Về sau nó cảnh tỉnh cao độ luôn. Mình là đàn bà mình nói vậy mới ghê, còn lúc mà nó nóng là mình sợ mình núp mình chạy, mình làm giống như là mình sợ quá. Mình đừng có để mình đừng có nói là mình sợ vậy, người ta cười mình cười gì, cười mà khỏi bị đánh, còn hơn là mình ngang chút nó quýnh mình sưng mặt sưng mày, đúng không? Nó mấy bà khôn chút đi, hiểu không? Đó, tôi thấy rõ ràng bữa đó quay cái clip mà cái bà đó mà bị chồng đánh, nó đánh giả mang luôn, tội trên thành phố, nó đánh thì ghê thiệt, quay camera lại. Nhưng Đức nói cái bà này bà vừa tội, bà nằm ở đó làm chi không biết, nó đạp một đạp cái bà, nó đi vòng vòng chút, nó lấy đồ nó đập bóp vô đầu, cứ nằm hoài cho nó đánh luôn. Trời là trời, mấy bà ơi, để mà bữa đầu tôi giảng tôi nhớ công đoạn này, tôi kêu mấy bà đi nằm đó chi cho người ta đánh, đúng không? Tuy là nhà mình nhưng mà thôi mình kiếm chỗ nào mình núp đi, mình chạy lên nhà nào mình núp đi, mình kiếm quán cà phê nào mình ngồi đỡ đi, lỡ nó niệm Phật chơi một chút, thấy không? Rồi nó đi xong mất tiêu, nó đi mình đi về, thấy không? Nói mấy bà, tôi nhắc cái này quan trọng lắm nghe, nhớ nghe. Thấy không? Bữa nay cái câu này tuyệt chiêu. Thấy không? Nghe pháp có thể trị được bệnh nội tập. Nhớ, ai về đầu Phật. Mà chúng ta hồi hướng quý vị.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả chúng sanh, đồng sanh về thịnh độ.